Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 18. Hoàng hậu Hồng Đào cười, dáng vẻ sao cũng được. Nhưng cô ấy càng lạc quan, Diệp Bắc Minh, Vương Như Yên, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh bọn họ càng đau lòng. Bỗng nhiên, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền âm, nhóc con, 10.000 phương thuốc kia của cậu không tệ đâu. Trên đó có cách cứu sư tỷ của cậu đấy. Diệp Bắc Minh kinh hãi, cái gì? Trong nháy mắt, ý thức của Diệp Bắc Minh tiến vào trong thế giới Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Cầm quyển phương thuốc kia tìm kiếm một hồi. Quả nhiên, anh lật đến một trang trong đó, ánh mắt đông cứng lại, có rồi, đan tố thể. Hiệu quả của đan dược, có thể cải tạo cơ thể bị tổn thương, tu bổ gân mạch, cải tạo đan điền. Ba cây dược liệu 3.000 năm. Còn cần máu thịt dã thú thuộc tính lạnh. Hơi khó giải quyết, nhưng vì cửu sư tỷ, chỉ có thể bảo mấy vị sư tỷ cùng nhau thử một chút. Khép lại cuốn sách cổ ghi lại chục ngàn phương thuốc. Diệp Bắc Minh mở mắt, mấy vị sư tỷ, cửu sư tỷ được cứu rồi. Soạt. Cái gì? Tiểu sư đệ, em nói gì? Vương Như Yên, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh đều kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Lập tức vây quanh anh. Ngay cả Hoàng hậu Hồng Đào cũng đầy mong đợi nhìn anh. Diệp Bắc Minh vội nói, đan tố thể có thể cứu cửu sư tỷ. Nhưng đan tố thể cần 3 cây dược liệu 3.000 năm tuổi. Thứ nhất, cỏ huyền phách 3.000 năm. Thứ hai, hoa băng thần 3.000 năm. Thứ ba, tuyết liên thiên sơn 3.000 năm. Thứ tư, máu thịt dã thú thuộc tính lạnh. Lời vừa dứt, mấy vị sư tỷ lập tức yên lặng. Dược liệu 3.000 năm quả thật quá khó tìm, có thể gặp không thể cầu. Vương Như Yên, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh im lặng không nói. Hoàng hậu Hồng Đào có chút thất vọng, mỉm cười nói, được rồi, mọi người không cần phải hao tâm tổn trí. Một lát sau, Vương Như Yên nghiêm túc nói, cỏ huyền phách để em, trong 3 ngày, em sẽ mang cỏ huyền phách về. Nhanh chóng đi ra khỏi phòng, biến mất trong màn đêm. Lục Tuyết Kỳ cũng đứng ra, hoa băng thần giao cho chị, 3 ngày sau chị sẽ quay lại. Liễu Như Khanh nói, tiểu sư đệ, chị quay về núi Côn Luân một chuyến. 3 ngày sau, nhất định sẽ mang về một cây tuyết liên thiên sơn 3.000 năm. Còn máu thịt dã thú thuộc tính lạnh chờ các chị quay về rồi nói. Cô ấy cũng xoay người rời đi. Diệp Bắc Minh suy tính một chút, cười với Hoàng hậu Hồng Đào, cửu sư tỷ, chị nghỉ ngơi trước đi, em đi một chút rồi quay lại. Sau khi rời khỏi phòng, Diệp Bắc Minh cầm điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. 3 giây sau, trong điện thoại truyền tới một giọng nói cung kính, Long Soái, cậu tìm tôi có chuyện gì? Diệp Bắc Minh trực tiếp nói, thư ký Tiền, giúp tôi một chuyện. Cậu nói đi, trong tay ông chắc hẳn có tài liệu của tất cả dã thú Long Quốc đúng không? Thư ký Tiền sửng sốt, sau đó cười, dã thú. Sao cậu lại có hứng thú với dã thú vậy? Chẳng lẽ muốn nuôi thú cưng sao? Trong vườn động vật hoang dã ở Long Đô có một vài dã thú bên ngoài sắp tuyệt chủng. Cậu muốn nuôi dưỡng mãnh hổ hay báo, sử tử, voi đều được. Diệp Bắc Minh lắc đầu, không phải loại này, tôi muốn biết tung tích của một con dã thú thuộc tính lạnh. Thư ký Tiền kinh hãi, dã thú thuộc tính lạnh. Đúng vậy. Thư ký Tiền có chút khiếp sợ, giọng nói cũng trở nên nghiêm trọng, Long Soái, những con dã thú mà cậu nói đều là dã thú biến dị, chẳng những hung tàn, nóng nảy, tàn nhẫn, mà còn vô cùng thù địch với loài người. Võ giả bình thường đều không phải đối thủ của bọn họ, cậu muốn tìm loại này làm gì thế? Diệp Bắc Minh thuận miệng giải thích, bày tỏ mình muốn cứu cửu sư tỷ của mình. Thư ký Tiền nghe xong, không dám thờ ơ, cậu chờ chút, tôi phải tra tài liệu đã. Tôi chờ tin của ông. Cúp điện thoại. Diệp Bắc Minh lẳng lặng chờ đợi. Qua khoảng 15 phút, thư ký Tiền gọi lại một lần nữa, vừa nhấn nghe ông ta nói luôn, Long Soái, tìm ra rồi, có một con dao Long Tuyết Sơn. 50 năm gần đây, đã có hàng chục vụ thương tích được ghi nhận, tổng cộng 327 người và chỉ có 3 người sống sót. Cảm ơn. Diệp Bắc Minh nói, sau đó chuẩn bị cúp máy. Thư ký Tiền vội vàng nói, Long Soái, cậu chờ chút, tôi phải nhắc nhở cậu, núi Thái Hành là địa bàn của nhà họ Khương cổ võ. Nếu như cậu tùy tiện xông vào sẽ rất nguy hiểm. Diệp Bắc Minh nói, cảm ơn đã nhắc nhở. Long Soái, còn một chuyện. Thư ký Tiền do dự, vẫn không nhịn được hỏi, tin tức bên Hùng Quốc truyền về, cậu. Đừng hỏi, hỏi thì là thật đấy,
Diệp Bắc Minh nói một câu khiến ra đầu thư ký Tiền tê dại. Cái gì, Long Soái, cậu, đều là thật, giết. Tút tút tút. Diệp Bắc Minh trực tiếp cúp điện thoại, đi núi Thái Hành. Võ giả bình thường tổn thương gân mạch, trong cơ thể còn có nội lực, dù qua mười mấy năm, quỷ môn thập tam châm vẫn có thể trị liệu được. Nhưng cửu sư tỷ là bị phân tán hết nội lực, dẫn đến gân mạch tan vỡ. Một chút nội lực trong cơ thể cũng không còn. Lúc này gân mạch không có nội lực bảo vệ, sẽ rất nhanh khô héo. Một khi hỏng hết thì không còn hy vọng. Gân mạch cửu sư tỷ tổn thương, không thể chờ. 4 giờ sáng. Gâu gâu gâu. Núi Thái Hành truyền đến từng tiếng chó sủa. Một cô gái quần áo mỏng manh, toàn thân là máu, điên cuồng chạy thoát thân. Một đám người phía sau, tay dắt chó săn bao vây bốn phương tám hướng. Cô gái vô cùng hốt hoảng, không cẩn thận bước hụt. Ngã lăn lóc. Những người đó dắt chó săn xông tới. Gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa vô cùng nhức tai vang lên trong núi Thái Hành tịnh mịch. Trần Lê Y, cô chạy cái gì hả? Một cô gái khoác da báo dắt con chó sói trắng như tuyết cười xấu xa đi đến. Đồ hèn hạ, chẳng phải cô rất lợi hại hả? Cô chẳng qua chỉ là con gái nuôi đầu tiên của nhà họ Khương thôi, cô đang hống hách cái gì hả? Đối đầu với tôi thì không nói, lại còn muốn tranh một suất tiến vào Côn Luân Hư của nhà họ Khương, cô thật to gan, đôi mắt Khương Ngọc Châu âm lạnh. Trần Lê Y bò lên, trên khuôn mặt đầy máu tươi. Trong con mắt mang theo vẻ hoảng sợ, cô chủ, tôi không tranh, là mấy người của Côn Luân Hư chọn chúng tôi. Khương Ngọc Châu mặt đầy ghen ghét tức tối, chọn chúng cô. Loại vô dụng như cô, ba đời tổ tiên đều là nô tài cho nhà họ Khương tôi, cường giả của Côn Luân Hư có thể chọn chúng cô sao? Ỷ vào một khuôn mặt xinh đẹp, dùng một vài thủ đoạn đê tiện hèn hạ phải không? Tôi nhìn thấy vẻ mặt vô tội của cô là nổi giận, mấy người các anh hủy cái mặt của cô ta đi cho tôi. Một người đàn ông cười hung dữ, cô chủ, nói thế nào Trần Lê Y cũng là một mỹ nữ. Bị hủy dung mạo như vậy, thật đáng tiếc. Hay là cho chúng tôi hầu hạ cô ta trước đi. Cũng coi như là hình phạt cho việc cô ta ngỗ nghịch với cô chủ. Ánh mắt của mười mấy gã đàn ông khác nhà họ Khương lập tức đầy tia máu, lộ ra vẻ hung ác. Trần Lê Y rất đẹp. Vô cùng xinh đẹp. Cô ta là con gái của một người giúp việc nhà họ Khương, đẹp hơn tất cả con gái nhà họ Khương. Dáng người đồng hồ cát tinh tế. Làn da trắng như tuyết, thon cao. Đôi mắt to ngây thơ trong veo khiến người ta vừa gặp đã vô cùng thương xót. Hiện giờ quần áo của Trần Lê Y rách nát nhiều chỗ, làn da nõn nà càng khiến đám đàn ông này bốc hỏa trong lòng. Chỉ hận không thể hóa thành con sói trực tiếp lao đến. Khương Ngọc Châu gật đầu, chủ ý hay, giao cho các anh đấy. Các anh hầu hạ cô ta tử tế, sau đó tiến cô ta xuống địa ngục, đi gặp bố mẹ của cô ta. Cơ thể của Trần Lê Y run lên, Khương Ngọc Châu, cô đã giết bố mẹ của tôi. Khương Ngọc Châu cười âm hiểm nói, ha ha ha, đâu chỉ là giết bố mẹ cô. Tôi còn băm vằm bọn họ cho chó của tôi ăn rồi. À, Trần Lê Y giống như phát điên. Cũng không biết lấy dũng khí ở đâu ra xông về phía Khương Ngọc Châu. Phập. Khương Ngọc Châu giơ chân đạp bay Trần Lê Y. Phụt. Trần Lê Y phun ra một ngụm máu tươi, bay ra xa mười mấy mét. Quần áo vì vậy mà rách thêm mấy chỗ. Ánh mắt của mười mấy gã đàn ông phát sáng, cười xấu xa đi đến. Bỗng nhiên. Một bóng hình xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Ai? Soạt. Đám người giơ điện thoại lên lướt về phía trước. Chỉ thấy giữa vùng tuyết, một người quay lưng lại với đám người nhà họ Khương, cúi đầu nhìn dấu chân dưới mặt đất. Diệp Bắc Minh đang trò chuyện với Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, dấu chân này hình như là của Giao Long Tuyết Sơn. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, tôi đã cảm nhận được khí tức của nó, có thể dùng vạn lý truy tông để truy tìm. Vậy còn chờ gì nữa? Tìm được rồi, ở trong thiên trì trên đỉnh núi. Diệp Bắc Minh vui mừng trong lòng. Cửu sư tỷ được cứu rồi. Trần Lê Y cũng phát hiện ra Diệp Bắc Minh đột ngột xuất hiện, cô ta tỏ vẻ mặt cầu xin, cứu tôi với. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt lạnh nhạt, vốn không thèm lo chuyện bao đồng. Anh trực tiếp đi về hướng thiên trì trên đỉnh núi. Không ngờ, giọng thản nhiên của Khương Ngọc Châu vang lên, nhóc con, vội như thế làm gì? Anh đã phát hiện ra việc của chúng tôi, thì anh cùng để lại cái mạng đi. Cạch cạch cạch.
mười mấy võ giả của nhà họ Khương cũng bao vây đến. Diệp Bắc Minh chậm rãi ngẩng đầu, cô, chắc chắn chứ? À, là anh. Nụ cười của Khương Ngọc Châu liền cứng đờ, khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Cô chủ, hắn là ai? Đám võ giả nhà họ Khương thấy rất kỳ lạ. Chẳng phải chỉ là một tên nhóc bình thường sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có gì đáng sợ chứ? Khương Ngọc Châu lại sợ đến tê dại ra đầu, cơ thể không nhịn được run lên. Diệp Bắc Minh, xin lỗi, tôi không cố ý. Cái gì? Diệp Bắc Minh. Cô chủ, hắn chính là Diệp Bắc Minh. Đám võ giả nhà họ Khương sợ đến suýt nổ cả tim. Sượt sượt sượt. Tất cả đều sợ hãi lùi lại. Ba chữ Diệp Bắc Minh sớm đã vang khắp giới võ đạo. Cho dù là gia tộc cổ võ nghe được, cũng phải sợ run người. Trần Lê Y cũng kinh ngạc đến mở to đôi mắt, vẻ mặt chấn kinh nhìn người đàn ông trước mặt, anh chính là Diệp Bắc Minh. Chính là Diệp Bắc Minh mà trên đại hội võ đạo đã từ chối làm đồ đệ của Phong Minh Chủ, hơn nữa còn một mình giết mười mấy trọng tài. Suýt nữa khiến đại hội võ đạo không thể tiếp tục được nữa. Diệp Bắc Minh sờ mũi, tôi có lợi hại thế không? Có. Trần Lê Y gật đầu mạnh, khụ khụ khụ, phụt. Máu tươi phun ra rơi xuống tuyết, lập tức đông lại. Cô ta lạnh đến da trắng bệch, cơ thể không ngừng run lên. Quần áo mỏng manh rách nát. Lúc này, chỉ cần Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn một cái thì có thể no con mắt. Anh giơ tay, bỗng một bộ quần áo nam xuất hiện, ném cho Trần Lê Y, mặc vào, giữ ấm. Cái này, có thể cứu mạng cô. Rồi tiện tay ném ra một viên đan dược. A, à, Trần Lê Y ngẩn người. A, à, sau đó bên tai vang lên tiếng kêu thảm kinh khủng. Phụt phụt phụt, mười mấy võ giả lập tức nổ tung hóa thành xương máu. Khương Ngọc Châu thét lên một tiếng, đừng giết tôi có thể làm người phụ nữ của anh. Khi Trần Lê Y quay đầu thì chỉ thấy cái đầu của Khương Ngọc Châu bay lên, trên khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi và hối hận. Mình chỉ là một con nhỏ hèn hạ bị truy sát, sao lại gặp được Diệp Bắc Minh chứ? Phập, cái đầu của Khương Ngọc Châu rơi xuống đất, lăn đến bên cạnh Trần Lê Y. Còn Diệp Bắc Minh đã biến mất không còn bóng dáng. Trần Lê Y ôm chiếc áo của Diệp Bắc Minh, vẻ mặt chấn hãi, cảm thấy rất không chân thực. Mình coi như được cứu rồi ư. Thiên trì trên đỉnh núi Thái Hành. Diệp Bắc Minh chắp hai tay sau lưng nhìn vào trong nước hồ. Lúc này, anh và Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cùng chia sẻ cảm nhận, toàn bộ mọi thứ dưới đáy hồ đều nằm trong đầu của anh. Chỗ nông nhất dưới hồ nước chỉ có mấy mét, chỗ sâu nhất là trên 100 mét. Bên trong có rất nhiều loài cá, duy chỉ không có tung tích của Giao Long Tuyết Sơn. Diệp Bắc Minh sử dụng thuật đằng không tìm kiếm mặt hồ. Bỗng nhiên, tìm được rồi. Con mắt của anh nghiêm lại. Ở vị trí khoảng 30 mét dưới đáy hồ có một con giao long màu xanh lam chiếm cứ. Nói là giao long, thực tế là một con mãng xà lớn cả đời sinh sống sâu trong núi tuyết. Lớp vảy màu xanh lam, thân mình to dày như bồn nước, toàn thân phát ra hàn khí. Trên đầu mãng xà còn có hai chỗ nhô lên giống như sừng rồng, dữ tợn đáng sợ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, ma thú bậc 1, băng lân mãng. Diệp Bắc Minh nổi hứng thú, ma thú. Là loại trong tưởng tượng của tôi phải không? Chém nó trước đi, rồi tôi giải thích với cậu. Được. Diệp Bắc Minh không nói nhiều. Trực tiếp rút kiếm đoạn long. Chém ra một đường kiếm khí khủng bố dài 100 mét, đập vào trong nước hồ. Nước hồ liền bị chém đôi. Băng lân mãng cảm nhận được nguy hiểm, soạt một cái xông ra ngoài. Phụt. Nhưng nó vẫn chậm một bước, cái đuôi bị Diệp Bắc Minh chém dứt nửa mét. Băng lân mãng vô cùng tức giận, từ đáy hồ xông lên, há to cái miệng như bồn máu. Máu tươi nhuốm đỏ mặt nước. Gừ. Một tiếng gầm giống như rồng gầm, vang khắp bầu trời đêm. Tiếng gì vậy? Tiếng gầm đã kinh động đến đám người nhà họ Khương, cả đoàn người từ trong phòng lao ra. Kinh ngạc nhìn về hướng mặt hồ. Mấy thanh niên và một ông lão mặc áo choàng đen xuất hiện, cau mày, có chuyện gì vậy? Khoảnh khắc đám người nhà họ Khương nhìn thấy mấy người này, sắc mặt lập tức trở nên cung kính, mấy vị đại nhân, chúng tôi cũng không biết là có chuyện gì. Nhưng, nghe tiếng động thì truyền từ thiên trì tới. Mấy người này đến từ Côn Luân Hư, nhà họ Khương bọn họ không đắc tội được. Đi thôi, đi xem sao.
Mấy người quay sang nhìn nhau, đi về hướng thiên trì. Khi bọn họ đến bên hồ, liền kinh hãi bởi cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy trong đêm tối, một bóng người đang chiến đấu với một con dao long màu xanh lam, đánh đến mặt hồ nổi sóng dữ dội kinh hãi, giống như sét đánh. Ông lão mặc áo choàng đen ngẩn người, kích động nói, đó là một con ma thú thuộc tính lạnh, không ngờ bên ngoài Côn Luân hư lại còn có ma thú. Đẳng cấp rất thấp, mới bậc 1, thuộc tính lạnh, cũng rất hiếm có rồi. Máu thịt là bảo bối, có thể luyện đan, có thể bán được giá cao. Trong nháy mắt, trong ánh mắt mấy người Côn Luân hư lóe lên tia tham lam, kích động. Ma thú, đó là cái gì? Một ông lão nhà họ Khương nghi hoặc hỏi, tiền bối, con vật này tên là Giao Long Tuyết Sơn, đã sống hơn 100 năm, vùng hồ nước này là địa bàn của nó, nhà họ Khương chúng tôi cũng không dám chọc vào nó. Ông lão mặc áo choàng đen cười lạnh lùng, Giao Long Tuyết Sơn gì chứ, một đám người chưa từng thấy sự đời. Đây là một con băng lân mãng, ma thú bậc 1, không liên quan gì đến rồng. Một thanh niên nói, sư phụ, đây là ma thú bậc 1, chúng ta có phải ra tay không? Ông lão áo choàng đen cười lắc đầu, khà khà, không cần. Cứ để tên nhóc đó đánh với nó, sức chiến đấu của băng lân mãng bậc 1 cũng không thể coi thường, đợi hai bên cũng suy bại rồi tính. Soạt, ánh mắt của mấy người Côn Luân hư lạnh lùng đảo nhìn về bên hồ xem trò vui. Lúc này, Diệp Bắc Minh và băng lân mãng đã chiến đấu mấy chục hiệp. Sức chiến đấu của nó rất khủng bố, sánh ngang được với một võ thánh. Hơn nữa tốc độ của nó rất nhanh, cực kỳ thông minh, thường xuyên trốn vào trong nước né tránh đòn tấn công của Diệp Bắc Minh. Anh chém ra một đường kiếm khí, băng lân mãng quay người chui vào trong hồ nước. Phập! Liền sau đó, nó bỗng xông ra từ một hướng khác, đánh úp Diệp Bắc Minh. Hừ, muốn chết hả? Diệp Bắc Minh nắm cơ hội, chém ra một kiếm. Kiếm khí rơi lên đầu của Giao Long Tuyết Sơn, trực tiếp đánh tan cái đầu của nó. Cơ thể của Giao Long Tuyết Sơn giãy giụa một cái, nổi lên trên mặt trước bất động. Việc này, đám người nhà họ Khương và mấy người của Côn Luân Hư đều ngẩn người. Ông lão quát một tiếng, vãi, thật lãng phí. Tên nhóc đáng chết, dịch não của băng lân mãng là tinh hoa, giá trị cực cao. Hắn lại tung một kiếm đánh vỡ cái đầu của băng lân mãng, lãng phí, quá phí. Ông lão tức đến dậm chân. Thanh niên bên cạnh cười lạnh lùng một tiếng, sư phụ, thanh kiếm của hắn rất tốt đấy. Con thay người đi giết hắn. Người thanh niên đạp chân trên mặt nước đi về phía Diệp Bắc Minh. Nhóc con, thi thể của băng lân mãng, bọn tao sẽ lấy, thanh kiếm trong tay mày, bọn tao cũng lấy luôn. Phập, điều chờ đợi thanh niên Côn Luân Hư này là một đường kiếm khí của Diệp Bắc Minh. Mày, đồng tử của thanh niên này co mạnh lại. Chữ, mày, đã trở thành chữ cuối cùng mà anh ta nói ra trong cuộc đời, sau đó cơ thể nổ tung như quả dưa hấu. Sau khi thu thập hết máu thịt của băng lân mãng, Diệp Bắc Minh quay người định bỏ đi. Cửu sư tỷ còn đang đợi anh cứu, đâu thể phí thời gian ở đây. Suýt, tiếng hít khí lạnh vang lên trong đám người nhà họ Khương. Bọn họ đều không ngờ, người này lại tàn bạo như vậy. Liền sau đó, một người đàn ông trung niên nhà họ Khương kinh hãi hô lên, Diệp Bắc Minh, hắn là Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, ánh mắt của ông lão áo choàng đen hơi nghiêm trọng, hắn chính là Diệp Bắc Minh đó ư. Cái gì, hắn chính là Diệp Bắc Minh? Mấy thanh niên của Côn Luân Hư đều tỏ vẻ mặt kiêng sợ. Họ từng nghe nói về thực lực của Diệp Bắc Minh, có thể chém giết võ giả võ tôn đỉnh phong. Lúc này, bọt nước nổi lên do cuộc chiến đấu với băng lân mãng vừa nãy tiêu tan. Đám người nhà họ Khương cũng nhìn rõ dáng vẻ của Diệp Bắc Minh, bọn họ đã từng xem ảnh của Diệp Bắc Minh, cho nên vừa nhìn là nhận ra anh. Tất cả đều căng thẳng. Soạt, Diệp Bắc Minh lướt ánh mắt nhìn qua, giống như thanh kiếm sắc. Rất nhiều người nhà họ Khương cúi đầu theo bản năng, đường đường là thế gia cổ võ, lại bị một mình Diệp Bắc Minh trấn áp. Diệp Bắc Minh suy tư một lát. Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ ra tay. Bây giờ, không có thời gian so đo với những người này. Việc của cửu sư tỷ quan trọng hơn. Anh quay người, bước ra một bước đi trên không. Việc này, hắn biết võ kỹ bay trên không ư. Ông lão mặc áo choàng đen kinh ngạc đến mức sắp lồi cả con ngươi, vô cùng kích động. Trên khuôn mặt già vốn có chút kiêng sợ,
lập tức tràn đầy vẻ tham lam vô tận. Võ kỹ bay trên không. Đó là võ kỹ cấp thánh trở lên, cho dù là ở Côn Luân hư cũng cực kỳ khó có được, chỉ có tông môn hàng đầu mới có. Hơn nữa, không phải đệ tử nòng cốt thì không có tư cách được học, vậy mà Diệp Bắc Minh lại có võ kỹ bay trên không. Liền sau đó, ánh mắt của ông lão áo choàng đen trở nên cay độc, ông ta hạ lệnh một tiếng, Khương Thừa, bây giờ cậu lập tức về thông báo cho nhà họ Khương, nói là tôi phát hiện ra ở thế giới phàm tục có người biết võ kỹ bay trên không. Bảo trưởng lão đích thân dẫn người đến. Chỉ cần có được võ kỹ trên bay trên không, kết hợp với võ kỹ cấp thiên của nhà họ Khương, thì địa vị của nhà họ Khương nhất định sẽ tăng lên một bậc. Khuôn mặt già của ông lão mặc áo choàng đen Khương Nhân Tông đỏ bừng, kích động giống như uống phải xuân dược. Những người này đến từ nhà họ Khương ở Côn Luân Hư. Nhà họ Khương cổ võ ở núi Thái Hành chỉ là một nhánh mà thôi. Hàng ngàn năm trôi qua, sớm đã không còn quan hệ máu mủ gì nữa. Diệp Bắc Minh đi trên không với tốc độ rất nhanh. Đáp xuống dưới chân núi Thái Hành. Có một chiếc xe jeep đợi ở đây. Long soái, cậu quay lại rồi. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh từ trên trời đáp xuống, hai chiến sĩ long hồn lập tức xuống khỏi xe jeep. Thái độ kính sợ. Diệp Bắc Minh gật đầu, đi thôi. Vâng. Hai người mở cửa xe, mời Diệp Bắc Minh lên xe. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh cau mày. Trong bóng tối bên cạnh, một bóng người xông ra. Hai chiến sĩ long hồn bước ra một bước, lần lượt đứng hai bên trái phải của Diệp Bắc Minh, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tiền bối Diệp, là tôi, Trần Lê Y. Một giọng nói yếu ớt vang lên. Trần Lê Y từ bóng tối đi ra. Cô ta mặc áo của Diệp Bắc Minh. Tuy rất rộng, nhưng vẫn không thể che đi dáng người hoàn hảo. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, cô đi theo tôi làm gì? Hai chiến sĩ long hồn thấy Diệp Bắc Minh quen cô gái này, bèn buông lỏng cảnh giác. Tuy trông Trần Lê Y hơi nhếch nhác, nhưng vô cùng xinh đẹp. Tuyệt đối không thua kém nữ minh tinh hạng nhất, đặc biệt là trên gương mặt còn có khí chất quật cường, tôi muốn đi theo anh. Không cần. Diệp Bắc Minh từ chối tại chỗ. Trực tiếp lên xe, lái xe đi. Đợi đã. Trần Lê Y xông ra. Đưa hai tay ngăn phía trước xe jeep, tiền bối Diệp, tôi có thể làm mọi việc, cầu xin anh thu nhận tôi đi. Bất luận là làm người hầu, hay tỷ nữ. Cho dù là hầu hạ trên giường cũng được, cầu xin anh nhận tôi đi. Khi nói đến hầu hạ trên giường, khuôn mặt tái nhợt của Trần Lê Y hơi ửng đỏ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, thứ nhất, tôi chỉ trùng hợp cứu cô một lần, không có hứng thú với cô. Thứ hai, cô không có chút giá trị nào đối với tôi. Thứ ba, bên cạnh tôi có rất nhiều phụ nữ, tôi không thiếu phụ nữ, cô có giá trị gì đây? Trần Lê Y cắn răng, tôi nghe lời, vô cùng nghe lời. Diệp Bắc Minh chỉ vào một vách đá tối tăm bên đường, nhảy xuống đi. Hai chiến sĩ long hồn kinh hãi. Vừa nãy khi họ chờ đợi ở đây đã kiểm tra qua, vách đá cao ít nhất 200 mét. Đừng nói là một cô gái, cho dù là võ giả đại tông sư trở lên nhảy xuống cũng có thể ngã chết. Điều khiến bọn họ chấn kinh là, Trần Lê Y lại không phản bác một tiếng, trực tiếp lao ra. Cơ thể gầy yếu nhảy vọt lên, nhảy vào trong bóng tối. Còn quyết đoán, dứt khoát hơn đàn ông. Vãi, hai chiến sĩ long hồn kinh hãi ngẩn người. Cô gái này cũng thật mạnh mẽ, thật dứt khoát. Diệp Bắc Minh cũng ngẩn người, không ngờ Trần Lê Y lại không phản bác đến một chữ. Nhảy thật hả? Cuồng phong gào thét thổi bên tai Trần Lê Y. Cô ta cắn chặt răng, chỉ cần Diệp Bắc Minh chịu giữ cô ta, cho dù là chết cũng đáng. Thực lực đáng sợ của Diệp Bắc Minh vừa nãy, và cả công hiệu thần kỳ của viên đan dược đã khiến Trần Lê Y chấn kinh. Cô ta cũng không muốn giống như bố mẹ, cả đời làm người hầu trong nhà người khác. Chỉ có đi theo Diệp Bắc Minh, cô ta mới có tương lai. Cuối cùng, Trần Lê Y đã nhìn thấy mặt đất phía dưới vách đá. Quay đầu nhìn về hướng vừa nhảy xuống. Cao quá. Có lẽ mình sắp chết thật rồi đấy. Bố, mẹ, Trần Lê Y đến với bố mẹ đây. Trần Lê Y nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi ra. Soạt. Đột nhiên. Một bóng người xuất hiện bên vách đá, tốc độ của anh cực nhanh, giống như điện giật, lao xuống dưới. Soạt. Gần như là trong nháy mắt, đuổi kịp Trần Lê Y. Một cánh tay vòng qua ôm lấy cái eo thon của cô ta.
Trần Lê Y chỉ cảm thấy mình được một vòng tay ấm áp ôm chặt, cơ thể hai người lật trong không trung. Phập! Diệp Bắc Minh dẫm chân lên vách đá. Dồn lực vào chân. Xoạt! Vọt ra như hỏa tiễn bắn thẳng lên trời, đáp xuống vững vàng ở đỉnh vách đá. Long xoái! Lợi hại quá! Hai chiến sĩ long hồn đều ngẩn người, con người cũng sắp trố ra. Vách đá cao hơn 200 mét, vậy mà cũng có thể nhảy xuống cứu người, đúng là nghịch thiên. Diệp Bắc Minh buông Trần Lê Y ra, lên xe. Trong đôi mắt đẹp của Trần Lê Y đầy bất ngờ vui mừng, tiền bối Diệp, anh nhận tôi rồi. Diệp Bắc Minh nhả ra một câu, cô đúng là rất nghe lời, lý do này cũng không tệ. Về đến Long Đô, đã là 7 giờ sáng. Diệp Bắc Minh chạy thẳng đến chỗ Cửu Sư Tỷ, kinh ngạc phát hiện Thập Sư Tỷ đã trở về. Hơn nữa còn mang về cỏ huyền phách 3.000 năm tuổi. Diệp Bắc Minh bất ngờ, Thập Sư Tỷ, tốc độ của Tỷ nhanh thế. Vương Như Yên mỉm cười, Tỷ đã dùng một chút thủ đoạn, để đi đâu đấy. Diệp Bắc Minh giơ tay, một đoạn thi thể của băng lân mãng xuất hiện, khiến Vương Như Yên sợ giật mình, đây là... Băng lân mãng, nghe nói là một loại ma thú. Diệp Bắc Minh nói. Trái tim Vương Như Yên co lại, ma thú. Tiểu sư đệ, làm sao đệ biết được nó? Đệ hỏi thư ký Tiền. Vương Như Yên nghiêm mặt, quá mạo hiểm, đệ nên đợi các tỷ về, rồi cùng săn giết băng lân mãng. Thư ký Tiền này, quay về tỷ nhất định phải nói chuyện với anh ta tử tế. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, Thập Sư Tỷ, thư ký Tiền giúp đệ, nếu tỷ đi tìm anh ta, sau này làm sao đệ nhờ anh ta giúp được? Vương Như Yên thấy vậy gật đầu. Lúc này cô ấy mới chú ý đến Trần Lê Y đứng phía sau Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, cô ta là ai? Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, một thị nữ nhặt được giữa đường. Nhặt được. Đôi mắt của Vương Như Yên lóe lên bất định. Ngắm nhìn thật kỹ Trần Lê Y một lượt, ôi chao, là một mỹ nữ, con mắt của tiểu sư đệ rất được đấy. Vương Như Yên che miệng cười lén, ha ha, hay là, tối nay cho cô ta ngủ với đệ đi. A, à, Trần Lê Y hơi căng thẳng, khuôn mặt ửng đỏ, tôi, việc đó. Nếu thiếu chủ muốn, tôi có thể. Ha ha ha, Vương Như Yên cười như nắc nẻ. Bỗng nhiên, giọng của Lục Tuyết Kỳ vang lên, thập sư muội cười cái gì mà vui vẻ như vậy. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn, Lục Tuyết Kỳ quay về với vẻ phong trần mệt mỏi, bát sư tỷ, mang đồ về chưa? Lục Tuyết Kỳ gật đầu, hoàn thành sứ mệnh. Mang về rồi. Cô ấy lấy ra một chiếc hộp ngọc từ trong cái túi luôn mang theo người, mở ra xem, một luồng hơi lạnh ấp đến, giống như mở một chiếc tủ lạnh. Một đóa hoa màu trắng tuyết, lặng lẽ nằm trong chiếc hộp. Diệp Bắc Minh gật đầu, mức độ băng giá của loại này, đúng là hoa băng thần 3.000 năm tuổi. Bây giờ, chỉ thiếu tuyết liên thiên sơn của thất sư tỷ thôi. Lục Tuyết Kỳ cũng chú ý đến Trần Lê Y, đây là... Vương Như Yên đi đến, thì thầm bên tai Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ cũng cười, thì ra là thị nữ mới nhận của tiểu sư đệ, vậy tối nay cô phải hầu hạ tiểu sư đệ của tôi thật tốt đấy. Diệp Bắc Minh tối sầm mặt, hai vị sư tỷ, hai người đừng đùa nữa. Đệ là người đàng hoàng, Trần Lê Y, cô mau đi tắm rửa. Sau đó nghỉ ngơi cho khỏe, những việc khác, sau này rồi tính. Anh gọi một nha hoàn trong phủ Lục Tuyết Kỳ đến. Đuổi khéo Trần Lê Y đi. Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ thở dài một tiếng, tiểu sư đệ trưởng thành rồi. Nếu cần phụ nữ, thì nói với các tỷ mà. Đúng thế, Vương Như Yên chua xót gật đầu. Diệp Bắc Minh trực tiếp chuyển chủ đề, thất sư tỷ đâu? Tuyết liên thiên sơn 3.000 năm tuổi rất hiếm có, thất sư tỷ muốn mang về, e là cũng khó. Bỗng nhiên, một người hầu vội vàng chạy lên, cung kính bẩm báo, Lục sư. Bên ngoài có một cô gái nói là đưa tuyết liên thiên sơn 3.000 năm đến, chỉ đích danh phải giao đến tay của cậu Diệp. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Ba người nhanh chóng đến cổng lớn phủ Lục, quả nhiên chỉ thấy một cô gái trẻ đứng dưới bậc thềm. Vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Diệp Bắc Minh đi ra, ánh mắt cô gái đó khóa chặt anh chính là Diệp Bắc Minh. Là tôi. Diệp Bắc Minh. Cô gái trẻ ném ra một chiếc hộp ngọc, trực tiếp bay về phía Diệp Bắc Minh. Anh tiện tay nhận lấy. Giọng của cô gái trẻ vang lên, tuyết liên thiên sơn 3.000 năm tuổi mà anh cần, tôi đã mang đến. Cũng coi như tôi đã trả ân tình cho Như Khanh rồi.
Diệp Bắc Minh mở ra xem, quả nhiên nhìn thấy một cây tuyết liên thiên sơn nằm bên trong. Óng ánh long lanh, giống như được điêu khắc từ phỉ thúy. Một luồng khí tức băng giá truyền ra, nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy độ, còn nghiêm trọng hơn mấy phần so với hàn khí của hoa băng thần. Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng là tuyết liên thiên sơn 3.000 năm tuổi, cảm ơn cô. Vừa ngẩng đầu, đã không thấy người đâu. Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ cũng ngẩn người. Vừa nãy bọn họ chỉ quan tâm ngắm tuyết liên thiên sơn, không chú ý đến cô ta đã đi từ lúc nào. Diệp Bắc Minh lắc đầu, thôi bỏ đi, cứu cửu sư tỷ quan trọng hơn. Hai vị sư tỷ, chuẩn bị cho đệ một nơi yên tĩnh. Đệ lập tức luyện chế đan tố thể. Ở sâu dưới lòng đất phủ lục. Trong mật thất, Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân, lấy ra đỉnh thiên cực. Tất cả dược liệu đều đã chuẩn bị xong. Cỏ huyền phách, hoa băng thần, tuyết liên thiên sơn, máu thịt của băng lân mãng. Cộng thêm mấy chục loại dược liệu hỗ trợ. Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu luyện đan. Nhà họ Khương ở Côn Luân Hư. Khương Thừa quỳ trong đại sảnh, rất nhiều người có cương vị cao nhà họ Khương ngồi xung quanh, sắc mặt của bọn họ biến đổi liên tục. Lúc thì hưng phấn, lúc thì kinh ngạc, lúc thì bất ngờ, lúc thì kích động. Chỉ mới vừa nãy, Khương Thừa vừa mới mang tin về. Ở giới phàm tục bên ngoài lại có người biết võ kỹ bay trên không. Phải biết rằng võ kỹ bay trên không vô cùng quý giá, cho dù là ở Côn Luân Hư cũng vô cùng khó có được. Võ giả không dựa vào võ kỹ bay trên không, cũng có thể bay được, cần phải tiêu hao lượng lớn nội lực. Nhưng võ kỹ bay trên không thì khác, chỉ cần tiêu hao rất ít nội lực. Thử nghĩ mà xem, hai võ giả đang trong cuộc chiến sinh tử, một người trong đó biết võ kỹ bay trên không, người còn lại không biết võ kỹ bay trên không. Thế cục cuộc chiến đó gần như là nghiêng về một bên. Võ giả biết võ kỹ bay trên không hoàn toàn có thể giết được võ giả không biết võ kỹ bay trên không. Tất cả người có cương vị cao nhà họ Khương đều kích động. Giới phàm tục. Võ kỹ bay trên không. Một thanh niên. Mẹ kiếp đúng là một con dê non bị vứt vào trong đàn sói. Bọn họ có thể xông lên, xé xác anh bất kỳ lúc nào. Một ông lão trầm giọng nói, Khương Thừa, cậu có biết lừa chúng tôi, thì sẽ có kết cục thế nào không? Phập phập phập. Khương Thừa dập đầu liên tục, đây đều là sự thực. Người đó tên là Diệp Bắc Minh. Trong này là hồ sơ tài liệu về anh ta. Sau khi tôi điều tra rõ đã mang về, ông đừng thấy Diệp Bắc Minh còn trẻ, mới 23 tuổi, chiến tích của anh ta rất khủng bố. Khương Thừa phát mười mấy bản hồ sơ copy đi một vòng. Diệp Bắc Minh, 23 tuổi, đang nghi có cảnh giới võ tôn đỉnh phong. Vãi, võ tôn đỉnh phong, Khương Thừa, mẹ kiếp, đầu óc của cậu có vấn đề rồi phải không? Một người có cương vị cao nhà họ Khương không nhịn được đập bàn đứng lên. Giơ chân đạp một cú. Ai ôi! Khương Thừa bị đạp bay ra xa, vẻ mặt vô tội. Mẹ kiếp, cậu tưởng chúng tôi già rồi nên hồ đồ hả? Võ tôn đỉnh phong 23 tuổi. Cho dù là Côn Luân Hư, cũng không có mấy người. Chỉ có những lãnh đạo cấp cao của tông môn hàng đầu sử dụng rất nhiều dược liệu bồi dưỡng, cộng thêm các loại truyền thừa bồi đắp. Mới có khả năng bồi dưỡng ra một võ tôn đỉnh phong 23 tuổi thôi. Hơn nữa, vẫn còn chưa chắc 100%. Đám lãnh đạo cấp cao nhà họ Khương cũng nổi giận ngút trời. Còn có vài người nóng tính, trực tiếp vỗ mông bỏ đi. Võ tôn đỉnh phong 23 tuổi. Đùa cái gì vậy? Khương Thừa cười khổ một tiếng, gia chủ, các vị trưởng lão, tôi thực sự không nói dối. Diệp Bắc Minh này, không phải người bình thường. Các vị xem, tôi còn mang về video quay lại cảnh Diệp Bắc Minh ra tay. Hắn ta lấy ra một cái laptop, cho lãnh đạo cấp cao nhà họ Khương xem. Tuy Côn Luân Hư khép kín, nhưng vẫn thường xuyên phổ cập sản phẩm điện tử khoa học kỹ thuật. Tất cả đều cau mày. Không nhịn được nhìn qua. Video đầu tiên, chính là cảnh tượng Diệp Bắc Minh chém giết trọng tài của Đại hội Võ Đạo. Video thứ hai. Diệp Bắc Minh tung một kiếm giết hai bán bộ võ thánh của Côn Luân Hư, và cả một thanh niên vô cùng hống hách. Đây đều là hình ảnh chiến đấu của Diệp Bắc Minh, các trọng tài của Đại hội Võ Thuật đều là võ tôn đỉnh phong. Nghe xong Khương Thừa giải thích, tất cả lãnh đạo cấp cao nhà họ Khương đều trầm mặc. Không nhịn được giật lông mày. Một nhát kiếm giết võ tôn đỉnh phong, thực sự rất khủng bố. Mọi người đều không nói gì.
Bỗng nhiên, một ông lão lên tiếng, Khương Thừa, phát lại video thứ hai lại lần nữa đi. Vâng, Khương Thừa không dám chậm trễ, tiếp tục phát video. Dừng. Khương Thừa vội vàng ấn nút tạm dừng. Đồng tử của ông lão co lại, quả nhiên là vậy. Gia chủ nhà họ Khương cau mày, lão thập tam, sao thế? Có gì không đúng sao? Ông lão này chỉ vào hình ảnh trên video, gia chủ, có lẽ video này là thật, mọi người xem vị trí lồng ngực của những người này. Mọi người cùng ghé sát lại nhìn vào video. Một biểu tượng hình rồng màu xanh. Đây là... đồng tử của mấy người co lại. Ông lão gật đầu, vẻ mặt đầy nghiêm trọng, tôi từng gặp thanh niên này một lần, là bát hoàng tử của đế quốc Thanh Long. Hai ông lão đó, thực lực trên võ tôn, dưới võ thánh, là hai á thánh. Suýt! Trong đại sảnh nhà họ Khương vang lên tiếng hít khí lạnh. Có người kinh ngạc, Diệp Bắc Minh có thể giết được á thánh. Gia chủ nhà họ Khương cau chặt mày, trong lòng nổi lên làn sóng kinh hãi. Những lãnh đạo cấp cao khác của nhà họ Khương cũng chấn hãi, không thể tin nổi. Rốt cuộc trên người thanh niên này có bí mật gì? 23 tuổi đã có khả năng là võ tôn đỉnh phong. Xem hồ sơ này, trong đó nói trước 18 tuổi, cậu ta không biết võ công, sau đó nhà tan cửa nát, biến mất 5 năm, sau khi trở về cả người đầy bản lĩnh kinh thiên và võ công tuyệt thế, một ông lão thấp giọng nói, 5 năm ngắn ngủi, rốt cuộc cậu ta đã trải qua những gì? Những lãnh đạo cấp cao nhà họ Khương cơ mặt đều xem bản tài liệu trong tay. Một số lãnh đạo cấp cao vừa nãy bỏ đi cũng quay lại. Cũng các trưởng lão khác xem tài liệu về Diệp Bắc Minh. Nghi hoặc, kinh ngạc, bất ngờ, còn có một chút tham lam. Các lãnh đạo cấp cao nhà họ Khương trong đại sảnh đều quay sang nhìn nhau, tôi nhìn ông nhìn tôi, trong mắt có chút tham lam. Nếu bọn họ biết võ kỹ bay trên không, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Một lát sau, giọng của gia chủ nhà họ Khương trầm xuống, lão cửu, thập tam, thập thất, ba người các ông đi đưa Diệp Bắc Minh về đây cho tôi. Bất luận trên người cậu ta có bí mật gì, thì đều là của nhà họ Khương chúng ta. Tên nhóc này, có lẽ là một cơ hội để nhà họ Khương chúng ta khởi sắc. Rồi chuyển ánh mắt sang Khương Thừa, cậu dẫn đường đi. Nếu đưa được Diệp Bắc Minh về, chứng minh những lời cậu nói đều là thật. Bắt đầu từ bây giờ, cậu trở thành truyền nhân nòng cốt của nhà họ Khương, tôi đích thân nhận cậu làm đồ đệ. Khương Thừa kích động đến toàn thân run lên. Sắc mặt lúc tái nhợt, lúc đỏ bừng, cực kỳ kích động. Vâng, gia chủ, tôi nhất định sẽ đưa được Diệp Bắc Minh về đây. Đám người cửu trưởng lão, thập tam trưởng lão, thập thất trưởng lão đều là võ thánh. Khương Thừa có chút thông cảm cho Diệp Bắc Minh. Ba vị võ thánh ra tay. Diệp Bắc Minh còn sống nổi không? Trong mật thất, Diệp Bắc Minh mở đôi mắt. Từ trong đỉnh thiên cực phía trước tỏa ra một mùi hương thuốc nồng đậm. Đan tố thể, đã thành công. Mở đỉnh thiên cực ra xem, 10 viên đan tố thể xuất hiện trước mắt. Trên mỗi một viên đan tố thể đều có 3 đường vân đan. Đan dược được chia thành các loại, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Đan dược từ bậc cực phẩm trở xuống không có đan văn. Từ cực phẩm trở lên, một vệt đan văn là hoàng phẩm, hai vệt đan văn là huyền phẩm, ba vệt đan văn là địa phẩm, bốn vệt đan văn là thiên phẩm. Số lượng đan văn càng nhiều có nghĩa là cấp bậc càng cao. Hai tròng mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng, đây chính là tố thể đan sao. Suốt mười mấy giờ đồng hồ không ăn uống không ngủ nghỉ, cuối cùng cũng thành công. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không thể tin được, nhóc con giỏi lắm, lần đầu tiên luyện chế đan dược cấp địa phẩm đã thành công. Giờ đây cậu đã được xếp vào tổng số 90 người đứng đầu trong các thời kỳ ký chủ của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục rồi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật, được đó, ông như thế này là đang khen ngợi tôi hay là đả kích tôi vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười hì hì, đương nhiên là khen rồi. Diệp Bắc Minh không rảnh khua môi múa mép với ông ta. Đi thẳng ra khỏi mật thất. Vương Như Yên canh giữ ngay tại cửa mật thất, thấy Diệp Bắc Minh đi ra bèn nói, tiểu sư đệ, thành công rồi à? Diệp Bắc Minh gật đầu, thành công rồi. Vương Như Yên thoáng sửng sốt, sau đó hết sức vui mừng đáp, tiểu sư đệ, em thật sự quá làm cho người ta kinh ngạc. Đi, mau đến cứu cửu sư tỷ. Hai người nhanh chóng tiến vào phòng của cửu sư tỷ.
Lục Tuyết Kỳ đang cùng Cửu Sư Tỷ nói chuyện. Diệp Bắc Minh cười nói, Cửu Sư Tỷ, đây là tố thể đan. Ăn vào có thể giúp trùng tu gân mạch và đan điền. Hoàng hậu Hồng Đào nhìn tố thể đan, thân thể run lên, tiểu sư đệ, cảm ơn em. Diệp Bắc Minh mỉm cười lắc đầu, Cửu Sư Tỷ, chị cũng là vì cứu em mà. Được rồi, đừng để lãng phí thời gian, hồi phục càng sớm càng tốt mà. Chỉ có điều chỉ với một viên tố thể đan có lẽ không phục hồi hoàn toàn được, chị phải ăn nhiều thêm mấy viên. Được. Hoàng hậu Hồng Đào không chần chờ thêm nữa. Cầm lấy một viên tổ thể đan nuốt thẳng xuống bụng. Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn nhau một cái rồi yên lặng lui ra ngoài. Lục Tuyết Kỳ hạ lệnh, từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều bị cấm lại gần căn phòng này trong phạm vi 100 mét. Kẻ nào vi phạm, cho dù là lý do gì cũng giết chết không tha. Trong bóng tối lập tức có người trả lời, vâng. Mấy chục bóng dáng âm thầm tản ra. Hai cô gái một trước một sau, lần lượt canh gác bên ngoài. Sau khi uống tố thể đan, sắc mặt của Hoàng hậu Hồng Đào ngay lập tức đỏ bừng. Cô ấy cắn chặt răng, gánh chịu nỗi đau to lớn. Cả người giống như bị xé rách vậy. Để thiết lập lại gân mạch cùng với đan điền thì cần phải nghiền nát hết tất cả gân mạch và đan điền cũ, sau đó mới gây dựng lại. 15 phút đã trôi qua. Cả người Hoàng hậu Hồng Đào đã ướt đẫm mồ hôi. Quần áo dính cả vào da. Dáng người hoàn mỹ lộ ra ngoài. Diệp Bắc Minh nhìn thẳng Cửu Sư Tỷ, sợ xảy ra biến cố gì. Một tiếng đồng hồ sau. Nét mặt của Sư Tỷ đã tốt hơn rất nhiều, bên ngoài cơ thể bắt đầu xuất hiện một lớp chất bẩn. Khoảng chừng mười mấy tiếng trôi qua. Cửu Sư Tỷ cuối cùng cũng mở mắt, khóe môi khẽ mỉm cười, tiểu sư đệ, chị bình phục rồi. Bù! Một luồng hơi thở bậc thánh mãnh liệt phát ra. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, Cửu Sư Tỷ, chị là võ thánh sao? Từ từ đã, mẹ nó. Chị vừa mới hồi phục lại, thực lực lẽ ra phải vô cùng yếu ớt mới đúng, sao lại có thể có sức mạnh của võ thánh được? Không lẽ sức mạnh thật sự của chị còn đáng sợ hơn cả võ thánh ư? Ôi! Diệp Bắc Minh hít một hơi khí lạnh, cả gương mặt đều đang rung động. Đôi mắt của Hoàng hậu Hồng Đào co giật, uầy, khụ khụ, ha ha, tiểu sư đệ, em hiểu nhầm rồi. Vốn dĩ chị chỉ mới đạt tới cảnh giới võ tôn mà thôi. Vừa nãy ăn tổ thể đan vào cho nên mới không cẩn thận đột phá. Là như vậy đó. Cửu sư tỷ vừa nói vừa gật gù. Diệp Bắc Minh cạn lời, chị nghĩ rằng em sẽ tin sao. Lúc này, Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ cũng xông vào trong, thấy Hoàng hậu Hồng Đào đã phục hồi thì tiến lên kiểm tra một lượt, có cảm giác không tài nào tưởng tượng nổi. Diệp Bắc Minh còn muốn tiếp tục tra hỏi về cảnh giới thật sự của Cửu sư tỷ. Đã bị ba cô gái hợp tác cùng nhau đẩy ra khỏi phòng. Được rồi tiểu sư đệ, em đi ngủ nhanh đi. Chuyện tiếp theo cứ giao cho bọn chị. Diệp Bắc Minh chỉ đành bó tay. Luyện đan suốt mười mấy tiếng, cộng thêm bảo vệ cho Cửu sư tỷ thêm 10 tiếng đồng hồ nữa. Sắp xỉ đã gần 30 tiếng chưa được chợp mắt rồi. Hai tròng mắt của Diệp Bắc Minh đầy tia máu. Thật sự cực kỳ mệt. Anh đi thẳng về căn phòng mà bát sư tỷ chuẩn bị cho mình. Thậm chí không thèm đánh răng rửa mặt mà đã nhào thẳng xuống giường. A! À, một tiếng thét chói tai vang lên. Vô tình đụng phải một cơ thể mềm mại. Huỵch! Diệp Bắc Minh hoảng sợ bò dậy, vừa lúc đối mặt với cặp mắt ngây thơ của Trần Lê Y, sao cô lại ở đây? Vẻ mặt Trần Lê Y rất vô tội, thiếu chủ, anh, chẳng phải anh đã bảo là, hôm sau lại nói sao? Khuôn mặt Trần Lê Y đầy vẻ vô tội, trợn tròn đôi mắt xinh đẹp. Hơi sợ mà cũng hơi mong chờ. Con nhóc này đang mặc đồ ngủ, còn tạm được, không phải là trần chuồng. Nhưng mà cứ như là xuất hiện từ hư vô vậy. Lúc còn ở núi Thái Hành, kêu cô ấy nhảy xuống dưới vách đá cô ấy cũng nhảy thẳng xuống luôn. Hoàn toàn không do dự chút nào. Rõ ràng là thập sư tỷ đang nói giỡn, con nhóc này lại thật sự leo lên giường chờ anh. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên kỳ quái, không biết cô nhóc nghĩ cái gì vậy. Chẳng lẽ là đơn thuần từ khi còn nhỏ, hoặc là đầu óc không bình thường. Anh lắc lắc đầu, quay người lại rời đi. Qua tới căn phòng bên cạnh rồi lôi điện thoại di động ra. Gửi cho Vạn Lăng Phong 3 chữ, Cửu Thiên Tuế. Trong một lần ở Cao Ly Quốc anh đã biết đến cái tên này. Có một cảm giác mông lung rằng trên người mẹ mình giấu giếm vô số bí mật.
mẹ xuất thân từ nhà họ Diệp của Côn Luân Hư. Sức mạnh của mẹ chắc chắn cao hơn nhiều so với những người thu võ bình thường khác. Theo lý mà nói mẹ hoàn toàn có thể bảo vệ được anh, giữ anh ở bên người. Là loại lực lượng gì mà có thể làm cho một người phụ nữ vừa sinh xong đã phải ngay lập tức rời khỏi đứa con của chính mình cơ chứ? Kể từ khi Vantis bỏ đi, mẹ lại đi đâu nữa? Long đế quyết mà mẹ để lại là cấp bậc gì? Đủ mọi suy nghĩ ập tới. Đầu óc mơ mơ màng màng. Cửu thiên tuế này lại là ai nữa? Vừa nằm xuống đã ngủ ngay. Tất cả mọi chuyện chờ ngủ dậy rồi nói. Diệp Bắc Minh đã say giấc nồng, nhưng đám người cấp cao của Hùng Quốc ở xa bên kia bờ đại dương lại không tài nào ngủ được. Sau khi Diệp Bắc Minh rời khỏi Hùng Quốc, hơn mấy trăm vị quan chức cấp cao mở hội nghị ước chừng kéo dài suốt một ngày một đêm. Bầu không khí lúc đó đông cứng đến đáng sợ. Trừ khi vào nhà vệ sinh, kể cả ăn cơm cũng chỉ là hai món bánh mì với sữa bò đơn giản. Không một ai ra khỏi chỗ ngồi. Lần này Hùng Quốc chúng ta đã phải chịu một nỗi nhục mà trước giờ chưa từng có. Cũng là mối đe dọa từ trước đến nay chưa một lần xuất hiện. Một cái tên đến từ Long Quốc mà lại dám đánh giết vào tận cửa lớn quốc hội của Hùng Quốc ư. Giết chết tướng quân Ơsep ngay trước mặt tất cả mọi người. Đây là có ý gì? Bên trong phòng họp rộng lớn là sự im lặng bao trùm. Trong mắt tất cả các quan chức cấp cao của Hùng Quốc đều chứa đầy sự âm u và sát ý lạnh lẽo. Một người quan chức đứng dậy mở miệng nói thẳng, không cần phải thảo luận nữa, đi báo cho người thủ hộ của Hùng Quốc đi. Sự tồn tại của Diệp Bắc Minh đã uy hiếp nghiêm trọng tới tính an toàn của Hùng Quốc chúng ta. Lúc này người thủ hộ nên ra tay rồi. Đồng ý. Tán thành. Tôi cũng tán thành. Mấy trăm người bọn họ đều đồng tình. Trong đại sảnh của hội nghị tràn ngập sự sơ xác và tiêu điều. Cũng tại thời điểm đó, Côn Luân Hư, đâu đó trong một cái thung lũng, một vệt thân ảnh đang vội vàng bay nhanh. Chính là Diệp Ngưng Huyên. Sau khi cô ta quay lại Côn Luân Hư, tra được rằng nhà họ Diệp đã thất thủ, rơi vào tay của em họ Diệp Phi Phàm. Chỉ có đem theo lệnh bài huyền thuyết gia nhập vào cung xã tắc. Nhà họ Diệp mới có một con đường sống. Đột nhiên, một cái bóng đen đánh tới. Tốc độ quá nhanh, Diệp Ngưng Huyên hoàn toàn không phản ứng kịp. Rầm, bả vai cô ta bị đánh một cú, máu tươi tung tóe, cả cơ thể bay ra ngoài rồi đập lên một tảng đá. Phụt, phun ra một ngụm máu tươi. Một người thanh niên mặc bộ đồ tím dẫn theo mấy lão già bước ra, chị yêu dấu của em ơi, chị chạy nhanh như thế làm gì? Muốn tham gia vào cung xã tắc. Ha ha ha, thật tiếc quá, bọn tôi vốn đã đoán được suy nghĩ của chị cho nên đến đây để ôm cây đợi thỏ. Hai tròng mắt Diệp Ngưng Huyên bốc lên lửa giận, Diệp Phi Phàm, cậu đã làm gì ông nội rồi hả? Người thanh niên mặc đồ tím cười nhẹ, yên tâm đi, lão già đó vẫn chưa chết đâu. Ông ta vô cùng cứng rắn, nhất quyết không chịu nói vị trí người đứng đầu nhà họ Diệp ra cho tôi. Hai, cũng không còn cách nào. Chỉ có thể để cho ông ta sống lâu thêm vài ngày nữa thôi. Diệp Phi Phàm, đó chính là ông nội ruột của cậu. Con người Diệp Ngưng Huyên run rẩy, cơn giận bất chợt bộc phát. Giết! Cô ta bỗng dưng nhảy dựng lên. Từ bên hông rút ra một thanh bảo kiếm, chém thẳng về phía cổ họng Diệp Phi Phàm. Diệp Phi Phàm chỉ thờ ơ đứng đó. Cho đến khi bảo kiếm sắp đến gần cổ họng thì cậu ta mới dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm, dùng lực bẻ gãy. Leng keng một tiếng giòn giã. Bảo kiếm bị bẻ thành hai nửa. Cong tay lại bắn ra. Phụt. Thanh kiếm bị gãy bay ra ngoài, đâm thẳng vào bụng Diệp Ngưng Huyên. Cô ta nhổ ra một ngụm máu tươi, bay vọt ra rơi lại vị trí cũ. Diệp Phi Phàm giễu cợt, chỉ là một thanh kiếm được làm bằng thép tầm thường thôi mà cũng đòi giết Diệp Phi Phàm tôi đây hả? Diệp Ngưng Huyên dương cổ nói, muốn chém muốn giết gì tùy cậu. Giết chị ư. Đơn giản quá rồi. Diệp Phi Phàm lắc đầu, nói tôi muốn tất cả các người đều tận mắt nhìn thấy Diệp Phi Phàm tôi đây trở thành người đứng đầu của nhà họ Diệp như thế nào. Rồi lại dùng cách này để đưa nhà họ Diệp đi vào bước đường cùng. Ân soái của gia chủ đang ở trong tay chị đúng không? Mau giao ra đây. Cậu nằm mơ đi, cặp mắt Diệp Ngưng Huyên ứ máu. Không biết điều. Sắc mặt Diệp Phi Phàm lạnh như băng. Bước một bước lớn tới trước người Diệp Ngưng Huyên. Chuẩn bị lục soát. Đột nhiên có một hơi thở mạnh mẽ tấn công tới. Hửm,
Diệp Phi Phàm bị giật mình, vội vã lùi về sau. Một luồng kiếm khí gần như vụt qua ngay cạnh người mình khiến cho cậu ta rất tức giận. Nếu như chậm thêm một giây nữa thôi là đã bị luồng khí đó giết chết luôn rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía truyền đến kiếm khí, giận dữ hỏi, là ai có lá gan lớn như vậy, dám động thủ với Diệp Phi Phàm tôi cơ chứ? Diệp Phi Phàm, một thằng nhóc vô danh mà thôi, có gì tài giỏi đâu. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền tới. Cô gái xinh đẹp tuyệt trần đứng trên một tảng nham thạch. Mặc một chiếc váy tung bay màu xanh nhạt, dáng người linh hoạt, nhan sắc lại càng không có gì để bàn, làm cho Diệp Phi Phàm nhìn ngây người. Cô là ai? Nếu như có Diệp Bắc Minh ở đây thì anh chắc chắn sẽ nhận ra người này, Văn Nhân Mộc Nguyệt. Không lâu trước đây xuất hiện ở bên ngoài Phủ Long Soái, cùng với một đám người mời anh tham gia vào cung xã tắc. Nhưng lại bị Diệp Bắc Minh từ chối. Tôi là ai cậu không xứng để biết. Tiếng Văn Nhân Mộc Nguyệt thật lạnh lùng, cậu chỉ cần biết nơi đây là địa bàn của cung xã tắc là được. Một là cút, hai là chết. Diệp Phi Phàm cười đáp, cô gái à, đây quả thật là địa bàn của cung xã tắc không sai, nhưng chỉ có một mình cô. Ai bảo chỉ có một mình cô ta? Một âm thanh già nua truyền đến, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người. Diệp Phi Phàm sợ hết hồn. Âm thanh đó truyền đến từ bốn phương tám hướng, hoàn toàn không xác định được vị trí cụ thể. Mạc Thương Khung của cung xã tắc, đi mau. Mấy lão già kia kéo theo Diệp Phi Phàm xoay người rời đi. Đi thẳng ra khỏi phạm vi địa bàn của cung xã tắc mới dừng bước lại. Nét mặt Diệp Phi Phàm u ám đến mức làm cho người ta sợ hãi, đáng chết, suýt chút nữa là bắt được Diệp Ngưng Huyên rồi, cung xã tắc lại chặn ngang một chân. Một lão già lạnh lùng nhìn Diệp Phi Phàm, Diệp Phi Phàm, bọn tôi đã cùng cậu lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Sự kiên nhẫn của cậu chủ cũng có hạn, nếu cậu còn không có cách nào tìm được thứ đó. Tôi cảm thấy cậu vẫn nên tự mình trở về báo cáo với cậu chủ thì hơn. Mấy lão già lạnh nhạt nhìn cậu ta. Nghe đến hai từ cậu chủ, sắc mặt Diệp Phi Phàm lập tức trở nên chắc bệt. Cậu ta vội vàng đáp, các vị trưởng lão, các vị yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm về đồ của cậu chủ mà. Đúng rồi, tôi bỗng nhớ ra, ông già bất tử kia còn có một cô con gái nữa. 23 năm trước đột nhiên từ bên ngoài trở về. Còn mang thai một đứa con hoang không biết là của thằng nào. Lần này Diệp Ngưng Huyên rời khỏi Côn Luân Hư chắc có lẽ cũng là đến giới thường dân tìm đứa con hoang kia. Có khi nào Diệp Ngưng Huyên đã đưa món đồ đó cho nó rồi không? Vài lão già liếc nhau một cái rồi nói, đi, đi đến nhân giới. Một giấc ngủ tỉnh lại đã là buổi sáng. Diệp Bắc Minh mở to mắt, phát giác một người đang ngồi xổm bên cạnh giường. Như một con vịt nhỏ gật lên gật xuống. Ngồi ngủ gà ngủ gật. Mẹ! Diệp Bắc Minh bật dậy. Á! Trần Lê Y giật nảy mình, đầu đập bụp vào mép giường, trán lập tức đỏ rực. Tại sao cô lại ở chỗ này? Tôi, thiếu chủ anh ngủ rồi, tôi thân là tỷ nữ, đương nhiên phải hầu hạ gần anh. Diệp Bắc Minh choáng váng, cô đã ở đây bao lâu? Trần Lê Y nhìn thoáng qua đồng hồ, chắc tầm 7, 8 tiếng. Biểu cảm Diệp Bắc Minh quái dị, cho nên... Tối hôm qua, tôi vừa mới nằm ngủ thì cô lại đến. Dạ. Trần Lê Y gật gật đầu. Diệp Bắc Minh sầm mặt, truyền âm hỏi, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, có người tới mà ông cũng không nhắc nhở tôi. Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền đến, có vài phần kỳ ảo, tôi là Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, không phải bảo mẫu của cậu. Diệp Bắc Minh phản bác, nếu như cô ấy muốn giết tôi thì sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lạnh, nhóc, với thực lực của cô ấy. Cộng với tầng thứ nhất cửu chuyển kim thân quyết của cậu. Dù cậu có cho cô ấy một cây đao, cô ấy cũng không chém phá da của cậu được. Cậu thật sự gặp phải nguy hiểm thì tôi mới nhắc nhở cậu, một người phụ nữ vô hại ở bên cạnh cậu, cậu làm tôi nhắc nhở cậu thế nào? Diệp Bắc Minh, hình như lý lẽ là thế thật. Mặc dù Trần Lê Y có chút võ công, nhưng cũng chỉ chừng võ giả cấp huyền. Đối phó người bình thường vậy là đủ. Nhưng ở trước mặt những võ giả khác thì hoàn toàn không đáng chú ý. Diệp Bắc Minh nhìn Trần Lê Y, hay là cô đi trước đi? Hả? Trần Lê Y lập tức luống cuống, vô cùng đáng thương đáp, thiếu chủ, anh không cần tôi nữa sao? Đừng đuổi tôi đi được không? Tôi không có nơi để đi. Tôi rất nghe lời, làm gì cũng được. Đôi mắt cô ấy lập tức đỏ lên. Bố mẹ cô đã bị Khương Ngọc Châu giết. Cô thì được Diệp Bắc Minh cứu.
Diệp Bắc Minh có thể xem như ân nhân của cô. Đồng thời, từ nhỏ, Trần Lê Y đã được nhà họ Khương đào tạo trở thành tỷ nữ, nhất thời tư tưởng rất khó thay đổi. Bằng không với nhan sắc của cô ấy, dù tùy tiện tìm một công ty quản lý để ra mắt. Với dáng vẻ xinh đẹp, nhu nhược đáng thương và đôi mắt long lanh. Vừa ra mắt sẽ cực kỳ nổi tiếng. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không đuổi cô đi, tôi muốn rời giường rửa mặt. Cô đi ra ngoài trước đi. Trần Lê Y nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Bắc Minh vừa mới dậy, cởi quần áo chuẩn bị tắm rửa. Trần Lê Y xông tới, tay bưng một chậu nước. Cô đúng lúc nhìn thấy đường cong cơ thể hoàn mỹ, cơ bắp mạnh mẽ và nước da khỏe mạnh của Diệp Bắc Minh. Tất cả chúng đập thẳng vào mắt Trần Lê Y. Con người cô ấy kịch liệt co rút, trái tim cũng đập cuồng loạn. Diệp Bắc Minh nhìn cô ấy, cô muốn làm gì? Trần Lê Y ngơ ngác đáp, tôi muốn đi lấy nước cho anh rửa mặt. Diệp Bắc Minh đã thành thói quen, không cần, cô đi ra ngoài trước đi. Trần Lê Y chật vật bước ra ngoài. Diệp Bắc Minh nhìn bóng lưng cô ấy, lẩm bẩm, dù có hơi thẳng đuột, nhưng được cái nghe lời. Hầu hạ người không quá ổn, có lẽ có thể đào tạo theo hướng tiểu đội sát thần. Tôn chỉ thứ nhất của thành viên tiểu đội sát thần chính là nghe lời. Thứ hai là nghe lời. Thứ ba vẫn là nghe lời. Bất kỳ ai, chỉ cần tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh, tuyệt đối kinh khủng. Sau khi tắm xong, Diệp Bắc Minh đi tới. Trần Lê Y đứng canh ở cửa, vô cùng hồi hộp. Diệp Bắc Minh nói thẳng, cho cô một cơ hội cuối cùng, cô chắc chắn muốn đi theo tôi. Trần Lê Y gật đầu lia lịa. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, nếu như vậy, tôi sẽ không nói thêm gì nữa. Tôi có một con đường rất phù hợp với cô, nhưng có hơi đẫm máu, có lẽ cô sẽ không quá thích ứng. Nhưng nếu cô đã quyết định, vậy không có khả năng lùi về phía sau, cô chắc chắn chứ? Trần Lê Y kiên định trả lời, tôi chắc chắn. Được. Diệp Bắc Minh trực tiếp ném cho cô ấy một quyển võ kỹ, tự mình tu luyện đi. Giờ tạm thời cô sẽ đi theo tôi, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ cho cô. Những nhiệm vụ này có thể sẽ khiến cô mất mạng, nhưng bây giờ cô đã không còn đường lùi nữa. Trần Lê Y sững sờ. Cô ấy cúi đầu nhìn thoáng qua võ kỹ Diệp Bắc Minh ném tới. Hít sâu một hơi. Võ kỹ cấp thiên. Dù ở gia tộc cổ võ, võ kỹ cấp thiên cũng là bí mật bất truyền. Thế mà thiếu chủ trực tiếp ném cho cô ấy một quyển võ kỹ cấp thiên. Lại một lần Trần Lê Y cảm thấy đi theo Diệp Bắc Minh không sai. Cô nhận lấy võ kỹ cấp thiên, nhanh chóng đi theo phía sau Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tìm một vòng, phát hiện cả ba vị sư tỷ đều không thấy, bận rộn như vậy sao? Anh còn đang muốn xem cửu sư tỷ khôi phục như thế nào. Không gặp được ba vị sư tỷ, anh đành phải trở về Phủ Long Soái. Từ giờ trở đi, cô sẽ quản lý Phủ Long Soái. Tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, cô có thể quản không? Trần Lê Y nhìn quanh Phủ Long Soái, bị kinh ngạc không nói nên lời với vẻ xa hoa bên trong. Cho dù là nhà họ Khương cũng không xa hoa đến vậy. Cô ấy gật đầu lia lịa, được, tôi có thể. Đi. Diệp Bắc Minh đi thẳng đến phòng sách. Suy tư một lúc, anh gọi điện cho một người, thư ký Tiền, hỏi anh một người. Thư ký Tiền đang họp, nhận được điện thoại của Diệp Bắc Minh, anh ta ra hiệu cuộc họp tạm dừng. Sau đó đi ra phòng họp. Mọi người đồng loạt sững sờ. Ai có mặt mũi lớn như vậy? Có thể làm thư ký Tiền tạm dừng cuộc họp giữa chừng, còn đi ra ngoài nghe. Mọi người khe khẽ bàn luận. Thư ký Tiền đi ra bên ngoài phòng họp, Long Soái, ngài nói đi. Diệp Bắc Minh nói, điều tra giúp tôi một người. Thư ký Tiền mỉm cười, đơn giản, chỉ cần Long Quốc có hồ sơ, bất kỳ người nào tôi cũng có thể tra được. Cửu Thiên Tuế, cậu có thể tra được không? Diệp Bắc Minh hỏi lại. Cái gì? Thư ký Tiền kinh ngạc. Hít một hơi khí lạnh, Long Soái, ngài điều tra Cửu Thiên Tuế làm gì? Diệp Bắc Minh cảm thấy không đơn giản. Với thân phận của thư ký Tiền, chuyện gì mà có thể khiến anh ta khiếp sợ đến như vậy? Hiển nhiên, Cửu Thiên Tuế này không phải người bình thường. Sao vậy? Khó quá sao? Giọng điệu thư ký Tiền nghiêm nghị, Long Soái, đây không phải vấn đề có khó hay không? Vừa rồi tôi đã nói với ngài, chỉ cần là người Long Quốc có hồ sơ, tôi đều có thể điều tra được. Nhưng Cửu Thiên Tuế này, ông ta không có hồ sơ. Diệp Bắc Minh nhíu mày, ồ.
xem ra anh đã tìm đúng hướng rồi. Vẻ mặt thư ký Tiền không ngừng thay đổi, Long Soái, nếu như ngài muốn tra người khác, tôi có thể giúp một tay. Chỉ có Cửu Thiên Tuế này, ngài, vẫn là thôi đi. Tôi còn đang họp, để nói sau. Thư ký Tiền vội vã cúp điện thoại. Ánh mắt Diệp Bắc Minh không ngừng lấp lóe, từ cách cư xử của thư ký Tiền mà nói, anh thật sự tìm đúng người. Cửu Thiên Tuế, có lai lịch gì, con người Diệp Bắc Minh đọng lại. Chợt, anh bộc phát ra một cỗ sát ý động trời, tao mặc kệ mày có lai lịch gì, dám đụng đến mẹ của tao đều phải chết. Nói năng khí phách. Sau khi cúp điện thoại, thư ký Tiền lại gọi thêm một cuộc nữa, Long chủ, Long Soái đã tra được đến Cửu Thiên Tuế. Chuyện năm đó, e rằng càng ngày càng không gạt được. Diệp Bắc Minh mới vừa cúp điện thoại của thư ký Tiền không bao lâu, Vạn Lăng Phong gọi đến, chủ nhân, có hơi đáng sợ. Diệp Bắc Minh hỏi, sao vậy? Vạn Lăng Phong ngưng trọng đáp, tối hôm qua cậu gửi cho tôi ba chữ Cửu Thiên Tuế, để tôi đi điều tra. Người của tôi tra xét suốt một đêm, tin tức liên quan tới Cửu Thiên Tuế chỉ có một vị đại thái giám thời cổ đại. Tôi biết người ngài muốn tìm chắc chắn không phải vị thái giám cổ đại này. Diệp Bắc Minh gật đầu, nói thừa, tôi muốn tìm một người còn sống sờ sờ. Vạn Lăng Phong mở miệng, đây mới là điểm có vấn đề, tôi lợi dụng tất cả mạng lưới quan hệ, tìm khắp rất nhiều hồ sơ. Ngoại trừ đại thái giám Cửu Thiên Tuế trong sách lịch sử kia ra, trong hiện thực hoàn toàn không có người này. Tôi biết chủ nhân sẽ không để cho tôi đi tìm một người không tồn tại. Nếu người này còn tồn tại, vậy thì tại sao tôi lại không tra được? Giờ chính là xã hội hiện đại, thời đại của dữ liệu lớn. Thời đại của dữ liệu lớn. Chỉ cần người còn sống, nhất định sẽ có dấu vết để lại. Dù là người chết, cũng có các loại ghi chép. Ghi chép trên Internet không có khả năng hoàn toàn xóa đi. Nếu như có thể xóa đi tất cả ghi chép, như vậy người này cũng quá đáng sợ. Trong lúc mơ hồ, Diệp Bắc Minh cảm thấy như thể có một bàn tay to lớn đang âm thầm thúc đẩy hết thảy. Anh trầm tư, được rồi, không cần điều tra nữa. Vạn Lăng Phong kỳ quái hỏi, chủ nhân, tại sao lại không cần tra xét? Diệp Bắc Minh cười lạnh đáp, nếu người khác đã không muốn để cho ông điều tra, dù có tra thế nào cũng vô dụng. Cửu Thiên Tuế này muốn giết ta, chắc chắn không chỉ có lần này. Có lần này sẽ còn những lần khác, một ngày nào đó sẽ để lộ sơ hở. Ông tiếp tục tra xét tin tức về mẹ của tôi, xem sau khi rời khỏi Vantis, rốt cuộc bà ấy đã đi đâu. Vâng. Diệp Bắc Minh cúp điện thoại. Ý thức của anh trực tiếp tiến vào trong tháp càn khôn chấn ngục. Chiến đấu với hình nộm. Sau 7, 8 tiếng, tháp càn khôn chấn ngục đột nhiên mở miệng, nhóc, đừng huấn luyện nữa, có người tới. Ai? Diệp Bắc Minh dừng lại. Ý thức của anh còn đang ở trong thế giới tháp càn khôn chấn ngục. Tháp chấn ngục đã nhắc nhở anh chuyện bên ngoài. Chỉ sợ có nguy hiểm sắp đến. Quả nhiên, tháp càn khôn chấn ngục trả lời, tổng cộng 4 người, một người trẻ tuổi, võ hoàng trung kỳ. 3 người khác, võ thánh. 3 võ thánh. Chớp mắt, ý thức Diệp Bắc Minh trở về bản thể. Phủ Long Soái mới thành lập, không có người. Lúc này yên tĩnh lạ thường. Diệp Bắc Minh vừa mới đứng dậy. Liền thấy một người trẻ tuổi và ba lão già nghênh ngang đi từ ngoài Phủ Long Soái vào. Một người mọc râu dê. Một người hơi mập, sắc mặt hồng hào. Người cuối cùng đeo một thanh kiếm to đến thái quá. Mùi máu tanh truyền đến. Binh sĩ Long Hồn canh giữ ngoài cửa lớn Phủ Long Soái e rằng giữ nhiều lành ít. Ha ha, nhóc con rất cảnh giác. Một tiếng cười cuồng dã truyền đến. 4 người đi vào trong sảnh chính. Khương Thừa chỉ vào Diệp Bắc Minh. Cửu trưởng lão, thập tam trưởng lão, thập thất trưởng lão, cậu ta chính là Diệp Bắc Minh. Người của nhà họ Khương. Giọng Diệp Bắc Minh rất bình tĩnh, không hề dao động. Khuya ngày hôm trước, tại đỉnh núi Thái Hành, người này từng ở cùng một chỗ với đám người nhà họ Khương. Trên mặt Khương Thừa toàn là ngạo mạn, Diệp Bắc Minh, tao nói cho mày biết, bọn tao đến từ nhà họ Khương địa bàn Côn Luân. Mục đích đến đây rất đơn giản. Có phải mày biết một loại võ kỹ phi hành đúng không? Diệp Bắc Minh cười gật đầu, mày nói, là cái này sao? Một giây sau, dưới chân Diệp Bắc Minh bay lên không, cách xa mặt đất chừng 1 mét, vững vàng đứng trong không khí. Xung quanh yên tĩnh lại. Ba lão già nhà họ Khương hồ đồ, trong nháy mắt đôi mắt nhuốm đẫm tham lam. Sau mấy giây,
Thập thất trưởng lão đột nhiên phản ứng lại, thật là võ kỹ phi hành, Khương Thừa, lần này cậu lập công đầu. Khương Thừa vui mừng quá đỗi, cảm ơn thập thất trưởng lão. Cửu trưởng lão và thập tam trưởng lão cũng không khỏi kích động. Một khi bọn họ có được võ kỹ phi hành, tương đương với việc xe tăng biến thành máy bay. Con mẹ nó, chính là biến chất. Thằng nhóc, mày, thập tam trưởng lão đang muốn nói chuyện, làm Diệp Bắc Minh giao võ kỹ phi hành ra. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh lại chủ động ra tay, anh như một viên đạn pháo bắn ra ngoài. Trong tay anh có thêm thanh kiếm đoạn long, hung hãn đánh về phía thập tam trưởng lão đứng gần trước mặt anh nhất. Mọi người đều ngẩn ngơ. Đù, ba vị võ thánh ở đây, Diệp Bắc Minh lại còn dám chủ động ra tay. Điên rồi sao? Thập tam trưởng lão chợt quát lớn, thằng nhóc, mẹ nó mày muốn chết đúng không? Một thanh kiếm rởm cũng dám ra tay với ông đây. Đi chết đi. Cổ tay thập tam trưởng lão xoay chuyển, tạo thành hình vuốt ưng, chợt bộc phát sức mạnh chộp về phía kiếm đoạn long. Trong khoảnh khắc tay thập tam trưởng lão và kiếm đoạn long tiếp xúc với nhau, cảnh tượng khiến cho người ta chấn động xuất hiện. Cánh tay của ông ta nổ tung. Nó hóa thành một bãi xương máu, toàn bộ cánh tay đều bị lực lượng kinh khủng của kiếm đoạn long chém thành bãi máu. Này! Một màn này khiến cửu trưởng lão và thập thất trưởng lão vô cùng kinh dị. Nhất thời quên phản ứng. Khương Thừa cũng ngây ngẩn, hét lớn, thập tam trưởng lão cẩn thận, kiếm của tên này có vấn đề. Thập tam trưởng lão đã bị cơn tức giận choáng váng đầu óc, nào có nghe lọt. Ông ta là người tu võ cấp bậc võ thánh, đối phó với loại như Diệp Bắc Minh chẳng phải là một phát chụp chết. Thế mà đối phương lại phế đi một cánh tay của ông ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Mày, mẹ nó mày tìm. Chữ chết còn chưa kịp ra khỏi miệng. Diệp Bắc Minh đã xuất hiện phía sau ông ta một cách kỳ quặc, lão già, có phải ông đã quá tự tin rồi không? Võ thánh, thật không tầm thường. Cái gì? Thập tam trưởng lão giật nảy mình, không phải Diệp Bắc Minh đang ở trước mặt ông ta sao? Chạy về phía sau lúc nào vậy? Quay đầu nhìn lại, con ngươi ông ta kịch liệt co rút. Kiếm đoạn long chém về phía cổ ông ta. Phụt, máu tươi vẩy ra, đầu thập tam trưởng lão bị chém xuống. Đến chết ông ta vẫn không tin nổi, trong mắt trừng lớn. Ông ta đường đường võ thánh, vậy mà chỉ vì chút sơ sẩy đã bị một tên phế vật giết. Hết thảy đều xảy ra trong chớp mắt. Một giây sau, cửu trưởng lão và thập thất trưởng lão mới đột nhiên phản ứng lại, thập tam. Khương Thừa cũng hồ đồ, con người kịch liệt phóng đại, như vừa gặp quỷ. Hắn ta còn tưởng rằng thập tam trưởng lão có thể một kích giết chết Diệp Bắc Minh. Ai ngờ kết quả vừa vặn tương phản, ông ta bị Diệp Bắc Minh giết bằng một kiếm trong nháy mắt. Thân thể Khương Thừa run nhẹ nhẹ, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Cửu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, lão thập thất, đừng nói lời thừa với tên này, cùng nhau toàn lực ra tay, giết cậu ta trả thù cho thập tam. Giết! Hai võ thánh toàn lực ra tay. Diệp Bắc Minh như một con thỏ. Đồng thời đối mặt với hai đầu hổ dữ đang nhào tới. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở miệng, nhóc, tôi ra tay nhé. Con người Diệp Bắc Minh đọng lại, nếu là ngày thường, để ông ra tay cũng không sao. Mấy ngày nay, tôi nhiều lần chiến đấu với hình nộm, thân pháp đã mạnh hơn rất nhiều. Tôi muốn thử xem. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục yên lặng. Một người đối đầu võ thánh. Hơn nữa còn là hai cái. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc, phải suy nghĩ kỹ vào. Bên ngoài không giống với bên trong Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, bị thương không thể lập tức khôi phục. Nếu cậu trực tiếp bị giết chết, tôi cũng chẳng thể cứu được cậu. Không sao cả. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Trên người anh có giáp kim ti tầm có thể loại bỏ 90% tổn thương. Còn có các loại võ kỹ phù quang lược ảnh, cửu chuyển kim thân quyết, long đế quyết. Võ Hoàng, Võ Tông. Võ Tôn, Võ Thánh. Cách bốn cảnh giới lớn. Anh thật sự muốn thử xem, mình có thể vượt qua bốn cảnh giới lớn chém giết Võ Thánh hay không. Vừa rồi giết thập tam trưởng lão, chỉ là thời cơ đánh lén không tệ. Đối phương cũng lơ là sơ suất, mới một kích thành công. Lần này là chiến đấu trực tiếp. Hai Võ Thánh lao tới, như hai đầu thú dữ xông ra khỏi lồng giam. Thập thất trưởng lão dẫn đầu xông lên. Giơ thanh kiếm khổng lồ lên cao, chém về phía đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vận dụng phù quang lược ảnh, né tránh một kiếm có uy lực kinh khủng này,
Một tiếng loảng xoảng thật lớn vang lên, tất cả gạch đá hoa cương trong sảnh chính đều nổ tung. Một vết kiếm đâm sâu xuống đất, lan đến trên vách tường, mặt tường bê tông bị xé rách ra một lỗ hổng dữ tợn. Có thể tưởng tượng được uy lực của một kiếm vừa rồi. Diệp Bắc Minh, mày giết thập tam của tao, mày chết chục nghìn lần cũng không đủ. Cửu trưởng lão lạnh lẽo nói, như vọng từ chỗ sâu trong địa ngục, bọn tao sẽ bắt mày lại, có rất nhiều biện pháp để mày nói ra tất cả bí mật. Còn có bạn bè của mày, người thân của mày, phụ nữ của mày, tất cả đều sẽ chết thảm. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, chỉ bằng câu nói này của mày, nhà họ Khương địa bàn Côn Luân không có lý do tồn tại tiếp. Cái gì? Cửu trưởng lão sững sờ, cả người khó chịu. Thằng nhóc này dám uy hiếp nhà họ Khương thuộc địa bàn Côn Luân bọn họ. Dựa vào cái gì? Một con kiến cũng dám uy hiếp hổ dữ. Làm càn. Mẹ nó, mày đang nói cái gì? Thứ sâu bọ còn dám uy hiếp nhà họ Khương tao, mày đi chết đi. Thân pháp cửu trưởng lão kinh khủng, liên tục thay đổi, xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh. Một bàn tay chộp về phía trái tim Diệp Bắc Minh. Cút. Diệp Bắc Minh duỗi tay đánh ra một quyền. Va chạm với cửu trưởng lão, hai người đồng thời lùi ra ngoài. Diệp Bắc Minh hơi thất vọng, vậy mà không làm ông ta bị thương. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chửi thầm, tên nhóc này, có phải cậu quá mức rồi không? Cậu mới cảnh giới võ hoàng trung kỳ, phía trên còn có võ tông, võ tôn, cuối cùng mới là võ thánh. Dù cậu có thương long kình, long đế quyết, nhưng muốn dựa vào công pháp để vượt ba cảnh giới lớn rồi một quyền đánh chết võ thánh sao? Có thể đánh lui ông ta đã rất nghịch thiên rồi. Khương Thừa bị dọa đến toàn thân run rẩy, đôi mắt đỏ bừng. Đù, đù, đù. Diệp Bắc Minh lại có thể đối mặt với một quyền của võ thánh. Còn đánh bay võ thánh. Dù có ở bên trong địa bàn Côn Luân cũng không có ai yêu nghiệt đến vậy. Cửu trưởng lão chấn động, mày, đây là lực lượng gì? Giây tiếp theo, trên khuôn mặt già nua của ông ta đều là vẻ tham lam, ha ha ha. Ông nhất định sẽ có những võ kỹ cấp cao khác. Chúng ta phát tài rồi, nhà họ Khương sắp quật khởi rồi. Thập thất trưởng lão kích động nói, hôm nay chúng ta đã không uống công, ha 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 ha. Hai người cực kỳ vui sướng. Vô cùng kích động. Ngay cả chuyện tam trưởng lão bị giết bi thương cũng quên ngay trong nháy mắt. Có thể tưởng tượng được một quyền này của Diệp Bắc Minh khiến bọn họ sốc nặng đến nhường nào. Giết! Bóng người lóe sáng. Sát ý bộc phát ra. Hai võ thánh cùng đánh tới, với cảnh giới của Diệp Bắc Minh trước mặt, không hề xem thường. Kiếm lớn của thập thất trưởng lão chém lớn, có chút nặng nề, Diệp Bắc Minh dùng phù quang lược ảnh dễ dàng tránh được. Keng! Diệp Bắc Minh trả một kiếm chém xuống. Kiếm đoạn long và kiếm lớn của thập thất trưởng lão va chạm, lập tức bị chém thành hai khúc. Con người thập thất trưởng lão co rút lại, sao có thể? Đây là kiếm nặng huyền thiết rèn trong 7749 ngày. Thập thất trưởng lão thất thần trong giây lát. Diệp Bắc Minh tìm được cơ hội, tốc độ cực nhanh, một kiếm chém xuống. Lão thập thất, cẩn thận. Cửu trưởng lão quát lớn. Thập thất trưởng lão thầm kêu không ổn rồi, bản thân đã sơ suất, muốn tránh đi. Nhưng kiếm đoạn long đã xuất hiện trên đỉnh đầu, không còn kịp nữa rồi. Con người già nua co rút kịch liệt, thân thể cứng ngắc. Nhìn chằm chằm vào kiếm đoạn long đang rơi xuống. Phụt! Máu tươi tung tóe, thập thất trưởng lão bị một kiếm chém thành hai khúc. Tình cảnh vô cùng đẫm máu. Khương Thừa sợ đến choáng váng, ngã ngồi trên đất. Nhìn Diệp Bắc Minh giống như nhìn ma quỷ. Cửu trưởng lão giận phát điên, trong mắt ông ta đều là tia máu, ác liệt gào thét, Diệp Bắc Minh, mày giết hai người của tao. Vèo! Không đợi cửu trưởng lão nói xong, Diệp Bắc Minh một lần nữa ra tay. Hai tay cầm kiếm đoạn long như viên đạn đánh tới. Mày! Nửa câu sau của cửu trưởng lão lập tức câm nín. Cảm giác ngay cả nói cũng không cho nói quả thật quá khó chịu. Thân pháp của cửu trưởng lão rất kinh khủng, tránh được kiếm đoạn long của Diệp Bắc Minh, sau đó một quyền đánh vào tim anh. Diệp Bắc Minh lập tức bỏ kiếm đoạn long ra, một quyền chống lại. Keng! Kiếm đoạn long rơi trên mặt đất, Diệp Bắc Minh và cửu trưởng lão rối rít bay ngược ra ngoài. Con người cửu trưởng lão đỏ bừng, tất cả đều là tia máu, ha ha ha, Diệp Bắc Minh mày dựa hoàn toàn vào lực sát thương khủng khiếp của thanh kiếm này. Bây giờ kiếm không có, tao xem mày chết như nào. Vèo,
Cửu trưởng lão bước ra, đá hoa cương dưới chân nổ ầm ầm, giống như mạng nhện. Ông ta xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, một quyền xoẹt qua. Diệp Bắc Minh mỉm cười, vung tay lên. Kiếm đoạn long. Một tràng tiếng phá âm truyền xuống. Kiếm đoạn long biến mất khỏi mặt đất một cách quái dị, xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh. Xoạt. Huyết quang thoáng qua. Cửu trưởng lão dừng lại, mặt đầy khiếp sợ nhìn tay mình. Con người co lại kịch liệt. Sau đó kêu thảm một tiếng, vị trí cổ tay gãy một cách ngay ngắn, máu tươi điên cuồng trào ra, Diệp Bắc Minh, sao mày làm được? Ngẩng đầu nhìn. Người trước mặt bóng hình chợt lóe, tốc độ quá nhanh. Diệp Bắc Minh tát vào mặt cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão lập tức lăn ra ngoài, đập vào vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Khoảnh khắc ông ta bò dậy, gần như tức phát điên. Một võ thánh mà lại bị tát bay ra ngoài. Quả thật là vô cùng nhục nhã. Cửu trưởng lão bò dậy, như mất lý trí gào thét, Diệp Bắc Minh, mày. Phốc, kiếm đoạn long xuất hiện, một kiếm rơi xuống. Ai mà có thời gian phí lời với ông? Đây là cuộc chiến sinh tử, không phải khẩu chiến. Đầu cửu trưởng lão bay ra ngoài, trong mắt mang theo bực bội vô tận, ông ta mà cũng bị Diệp Bắc Minh giết. Nhóc con này chiến đấu, không theo lẽ thường. Giọng nói tháp càn khôn chấn ngục truyền tới, nhóc con, cậu quá đỗi nghịch thiên. Tôi không ngờ đến điều này, có lẽ ba võ thánh kia quá rác rưởi. Diệp Bắc Minh trêu ghẹo cười, thừa nhận tôi ưu tú khó khăn thế sao? Tháp càn khôn chấn ngục. À, ma quỷ, mày là ma quỷ. Khương Thừa sợ đến mức tim muốn nổ tung, hắn ta kêu thảm một tiếng, lăn một vòng xông ra. Lúc này, Khương Thừa chỉ có một suy nghĩ, đó là chạy. Chạy ra khỏi phủ Long Soái, chạy khỏi tầm mắt của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh buồn cười, chuẩn bị đuổi theo. A, à, tiếng thét chói tai của Trần Lê Y truyền tới. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, không ổn. Xông vào nhìn, trong tay xuất hiện thêm một thanh dao găm, kề cổ Trần Lê Y. Thấy Diệp Bắc Minh đuổi theo, Khương Thừa điên cuồng sủa, Diệp Bắc Minh, mày không được phép tới. Nếu mày tới, tao lập tức giết cô ta. Giọng Trần Lê Y lạnh băng, đừng hòng dùng tôi uy hiếp thiếu chủ. Dứt khoát, kiên định, cô nói cái gì? Khương Thừa kinh ngạc nhìn Trần Lê Y. Giây tiếp theo, Trần Lê Y lại chủ động vặn cổ, con dao găm trong tay Khương Thừa xoẹt tới, máu tươi trào ra. Khương Thừa sợ choáng váng, người phụ nữ này điên rồi sao? Tự cắt cổ mình, cô ta không sợ chết sao? Diệp Bắc Minh cũng ngẩn người, Trần Lê Y, cô làm gì đấy? Trong nháy mắt xông lên, một quyền đánh ra, Khương Thừa bị đánh nổ trong nháy mắt. Trần Lê Y ngã xuống, Diệp Bắc Minh vội vàng ôm cô ấy, đặt cô ấy nằm trên đất phẳng. Cô ấy mất rất nhiều máu. Mặt đẹp trắng bệch, con người cũng trở nên vô thần. Một luồng cảm giác hít thở không thông truyền tới, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Diệp Bắc Minh vỗ ngực Trần Lê Y, rót nội lực vào trong cơ thể cô ấy. Trong tay đột nhiên xuất hiện mấy cây kim bạc, đâm vào cổ Trần Lê Y. Thoa bột màu trắng lên vết thương. Cột chặt băng vải. Làm liền một mạch. Trần Lê Y cảm thấy tốt hơn nhiều, ánh mắt cũng đã bắt đầu có ánh sáng. Diệp Bắc Minh có chút tức giận, cô điên rồi sao? Tự cắt cổ mình, ghét bản thân tự tử không đủ nhanh đúng không? Người phụ nữ này quả thật cố chấp. Cứng đầu. Đổi lại là một người khác. Cách tự tìm cái chết này sẽ chết chắc. Trần Lê Y cắn môi, thiếu chủ, tôi chắc chắn sẽ không gây thêm phiền toái cho anh. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn cô ấy, đây còn không phải phiền toái. Chí ít sẽ không để thiếu chủ vì tôi mà bị kẻ địch uy hiếp. Trần Lê Y nói. Diệp Bắc Minh cũng không bất ngờ, hành động vừa rồi của Trần Lê Y chính là xông về phía cái chết. Lý do nào khác? Tôi đang đánh cược. Đánh cược. Trần Lê Y gật đầu, đúng vậy, tôi có thể nhìn ra, thiếu chủ vốn không coi tôi là người của mình. Chỉ có như vậy mới bày tỏ lòng trung thành của tôi. Thiếu chủ có thể giết tôi bất cứ lúc nào, hoặc tôi sẽ chết vì thiếu chủ. Anh mới coi tôi thành người của mình. Cô ấy cắn chặt chặt hàm răng. Nói năng có khí phách. Khóe miệng chảy ra máu tươi. Trong con người đều là ý chí quật cường. Diệp Bắc Minh rất sốc. Trên người cô gái này có khí chất giống anh 5 năm trước. Anh của 5 năm trước đâu đâu cũng là khó khăn tuyệt vọng, không lối thoát, chính là dựa vào sự quật cường mới liều mạng được.
Một người ngay cả chết cũng không sợ thì chẳng có gì phải sợ cả. Tút tút tút. Đột nhiên, một cuộc điện thoại gọi tới, là giọng một người đàn ông, Long Soái, vùng biển phương Nam xảy ra chuyện rồi. Tôi tên là Phương Trấn, cố vấn của cô Tu La, cậu có ở phủ Long Soái không? Diệp Bắc Minh có chút kinh ngạc, tôi ở đó, xảy ra chuyện gì vậy? Vùng biển phương Nam xảy ra chuyện. Bên đó không phải địa bàn của thất sư tỷ Tu La Mặt Ngọc Liễu Như Khanh sao? Phương Trấn nghiêm túc nói, Long Soái, đến rồi tôi nói cho cậu sau. Được. Diệp Bắc Minh đồng ý. 5 phút sau, một chiếc máy bay trực tiếp đáp xuống cửa lớn phủ Long Soái. Bầu trời Long Đô cấm bay, dù là sân bay cũng cách khu vực trung tâm Long Đô mấy chục cây số. Chiếc máy bay này lại có thể trực tiếp đáp xuống trong vành đai Long Đô, xem ra vùng biển phương Nam thật sự xảy ra chuyện lớn. Tham kiến Long Soái. Phương Trấn từ trên máy bay đi xuống, cúi chào. Ông ta khoảng chừng 40 tuổi. Tóc húi cua, dáng người cao ngất, mạnh mẽ hùng hồn. Theo sau là 30 mấy người, đều là tầng lớp cấp cao trong bộ chỉ huy của Tu La Mặt Ngọc. Cấp bậc thấp nhất cũng là một thiếu tướng. Ánh mắt một vài người nhìn Diệp Bắc Minh rõ ràng có phần không thiện cảm. Diệp Bắc Minh hỏi, cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Phương Trấn nghiêm túc, Long Đô, bây giờ chúng ta lên máy bay trước rồi nói, lập tức lên đường đến vùng biển phương Nam. Diệp Bắc Minh kỳ quái, tại sao bảo tôi đi? Phương Trấn nói, cô Tu La đã thông báo, nếu như cô ấy không ở bộ chỉ huy. Vùng biển phương Nam xảy ra chiến loạn, có thể tìm cậu chủ trì quân cơ đại sự. Vừa nghe là căn dặn của thất sư tỷ, Diệp Bắc Minh không từ chối. Đi thôi. Dưới ánh mắt của mọi người, anh chuẩn bị bước lên máy bay. Hừm. Có người hừ lạnh, cô Tu La cũng thật là, để một người không hiểu gì về đánh giặc quản chúng ta. Giọng nói không lớn, nhưng rất nhiều người nghe được, là Chu Diệu Tông. Một trong những chiến tướng đắc lực của Tu La Mặt Ngọc Liễu Như Khanh. Là người tính tình nóng nảy. Tu La Mặt Ngọc không có ở bộ chỉ huy, bây giờ không ai có thể áp chế được ông ta. Bên cạnh có người nhắc nhở, ông bớt nói mấy câu đi, để Long Soái nghe thì không hay. Chu Diệu Tông mặt đầy ngạo mạn, hất cằm, sợ cái gì? Một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa thôi mà. Thời điểm ông đây dẫn binh, hắn còn chưa ra đời đâu. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh dừng bước. Quay đầu nhìn Chu Diệu Tông, ông không phục hả? Mọi người thầm kêu không ổn, Chu Diệu Tông phiền phức rồi. Nhưng Chu Diệu Tông vẫn thờ ơ, Long Soái, tôi nào dám không phục chứ. Cậu chỉ 23 tuổi, là Long Soái của Long Quốc, hơn nữa thanh danh hiển hách ở giới võ đạo. Tôi cũng chỉ là một thượng tướng, sao có thể không phục với cậu chứ. Ông ta nói chuyện rất quái gở, nhưng lại khiến người khác không đào ra được tật xấu. Diệp Bắc Minh gật đầu, nếu ông phục, vậy tốt. Phương Trấn. Phương Trấn ở bên cạnh ngây ra, có thuộc hạ. Diệp Bắc Minh chỉ vào Chu Diệu Tông, thu hồi cấp bậc của ông ta, tước bỏ quân tịch, cách chức làm dân thường. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả tướng lĩnh đều ngơ ngác. Soạt. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn vào Diệp Bắc Minh. Phương Trấn cũng không tưởng tượng nổi. Chu Diệu Tông hét lớn, Long Soái, cho tôi một lời giải thích. Diệp Bắc Minh nhàn nhạt nói, Long Soái tôi làm việc không cần giải thích với người khác. Thái độ này của Diệp Bắc Minh khiến Chu Diệu Tông bùng nổ. Ông ta tức giận nhìn Diệp Bắc Minh, Long Soái, cậu biết mình đang làm gì không? Chu Diệu Tông tôi tay nắm 100.000 thủy quân, là cánh tay phải cánh tay trái của cô Tu La. Dù là cô Tu La có mặt ở đây cũng sẽ không nói một câu liền thu hồi cấp bậc, tước bỏ quân tịch của tôi. Giọng nói trầm xuống. Long Soái cậu chỉ là tạm thời thay vị trí của cô Tu La, e là không có tư cách trừng phạt tôi đâu. Sau lưng Chu Diệu Tông, 5 người đi ra đều là cấp bậc thiếu tướng, sắc mặt bọn họ lạnh lùng, Long Soái, nếu cậu muốn thu hồi cấp bậc của Đại tướng Chu, vậy hãy thu hồi cả của chúng tôi nữa. Không sai, xin Long Soái thu hồi của cả chúng tôi nữa. Mấy người đồng thanh, đây là đang ép cung. Không ngờ Diệp Bắc Minh gật đầu đồng ý, được. Cùng thu hồi của 5 người này. Cái gì? 5 thiếu tướng ngây người. Con mẹ nó tình huống gì đây? Bọn họ không phải thật sự muốn bị thu hồi cấp bậc. Chỉ là để ép cung, khiến Diệp Bắc Minh lùi bước, không ngờ anh lại mạnh miệng như vậy. Trực tiếp cắt chức 5 người bọn họ.
Phương Trấn cũng không ngờ rằng lại náo loạn ra cảnh tượng này, vội vàng đè thấp giọng, Long Soái, danh tiếng của đại tướng Chu trong quân đội rất cao. Dưới tay có 100.000 thủy quân, nếu cậu phế bỏ ông ta, e rằng sẽ dẫn đến các tướng sĩ không phục. Đúng vậy, Long Soái, đại tướng Chu chỉ là khiến cậu khó chịu chút, không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế. Cậu thuận miệng dạy dỗ vài câu là được. Mấy vị tướng quân khác cũng bắt đầu nói. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, lời của tôi không phải mệnh lệnh sao? Người đâu, bắt lại. Rõ. Mười mấy cảnh vệ lập tức tiến lên. Những người này đều là cận vệ của Liễu Như Khanh, đương nhiên rất nghe lời Diệp Bắc Minh. Tôi không phục. Diệp Bắc Minh, đây là cậu đang làm dụng quyền lợi của mình, tôi phải đến chỗ Long chủ báo cáo cậu. Chu Diệu Tông gào thét, bị người ta giữ lại, tháo cấp bậc xuống. Năm thiếu tướng vừa rồi giúp Chu Diệu Tông cũng bị khống chế tháo cấp bậc. Sắc mặt trắng bệch. Diệp Bắc Minh vậy mà lại làm thật. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn Chu Diệu Tông, Chu Diệu Tông, mượn đồ dùng chút. Chu Diệu Tông theo bản năng hỏi, đồ gì? Đầu ông. Lời vừa dứt. Trong tay Diệp Bắc Minh xuất hiện thanh kiếm đoạn long. Một kiếm chém ra. Dứt khoát. Phốc. Đầu Chu Diệu Tông bay lên cao, rơi bịch xuống cửa phủ Long Soái. Đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Diệp Bắc Minh xoay người lên máy bay, giọng nói nhàn nhạt truyền đến, treo đầu Chu Diệu Tông lên. Truyền lệnh ba quân, sau này ai dám không tuân theo quân lệnh. Chu Diệu Tông chính là kết quả. Toàn trường tĩnh mịch, dù là Phương Trấn cũng kinh sợ. Quả quyết sát phạt, dứt khoát, không chút rông dài. Sau chuyện này e rằng không ai dám không vâng lời anh. Không hổ là sư đệ của cô Tu La. Trong khoang máy bay, Diệp Bắc Minh ngồi ở trên ghế sofa, tất cả những tướng lĩnh khác đều đang đứng. Phương Trấn tay cầm gậy chỉ huy, chỉ vào màn hình điện tử khổng lồ, Long Soái, trên bản đồ chính là thế cục của vùng biển phương Nam hiện giờ. Bốn thế lực Lang Quốc, Hùng Quốc, Thúy Quốc, Tượng Quốc chọn vùng biển nước ta để tập kết bốn tàu sân bay. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, bọn họ muốn khai chiến. Phương Trấn lắc đầu, phỏng đoán không phải khai chiến. Chỉ là uy hiếp. Diệp Bắc Minh nhìn bản đồ. Bốn chiếc tàu sân bay kia rõ ràng đã tiến vào vùng biển của Long Quốc. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, uy nghiêm của Long Quốc sẽ phải chịu tổn hại cực lớn. Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi, bọn họ có bao nhiêu người? Phương Trấn trả lời, khoảng 300.000 người. Diệp Bắc Minh hỏi lại, vậy còn chúng ta? Phương Trấn nói, khoảng 600.000 người. Diệp Bắc Minh hừ lạnh nhìn Phương Trấn, đúng là phế vật. Long Soái, cậu. Phương Trấn ngây người, trong lòng có chút căm tức, nhưng cũng không dám phát tác. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh đảo mắt nhìn đám người trong khoang máy ba, còn cả các người, tất cả đều là phế vật. 600.000 người đấu với 300.000 người còn rụt rè e sợ, các người rốt cuộc đang sợ cái gì? Bốn chiếc tàu sân bay đến tận cửa nhà rồi vẫn còn dùng rằng với người ta. Phải chờ người ta khai hỏa, các người mới đánh lại sao? Các người không phải phế vật, vậy ai là phế vật? Diệp Bắc Minh chửi mắng một trận. Đám người Phương Trấn cúi đầu, không dám phản bác. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh nói, truyền lệnh ba quân, không tiếc bất cứ giá nào. Lang Quốc, Hùng Quốc, Thúy Quốc, Tượng Quốc, bất kỳ kẻ nào dám vượt qua vùng biển của Long Quốc một bước. Lập tức khai hỏa cho tôi, tiêu diệt toàn bộ. Lời vừa dứt, tất cả đều kinh hãi. Ba mươi mấy người bên trong khoang máy bay mặt chấn động nhìn Diệp Bắc Minh. Ngay cả Phương Trấn cũng sợ ngây người. Cái gì? Long Soái. Cậu nghiêm túc. Mấy người ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm giác da đầu tê dại. Phương Trấn liên tục nuốt nước miếng, Long Soái, cậu không phải đùa chứ? Diệp Bắc Minh lạnh như băng nhìn ông ta, ông nhìn tôi giống như đang đùa không? Khai hỏa. Rít. Mấy người cảm thấy phát rét, toàn thân kích động run rẩy. Một phút sau, 600.000 đại quân của chiến đội Tu La nhận được mệnh lệnh. Khai hỏa với bất kỳ ai vượt qua thế lực vùng biển Long Quốc. Trong nháy mắt, toàn bộ chiến đội Tu La chấn động. Trời ơi, khai hỏa. Thật hay giả vậy? Nghe nói là Long Soái hạ lệnh khai hỏa. Mẹ kiếp, Long Soái đỉnh quá. Ông đây đã không ưng đám hung thần kia lâu rồi, động tí khiêu chiến vùng biển Long Quốc, là cái thá gì thế? Khai hỏa, toàn lực khai hỏa cho tôi.
Cùng lúc đó, trên một chiếc tàu sân bay của Hùng Quốc, đội thủy quân lục chiến của Hùng Quốc đang mặc quần cụt, luyện tập gánh nước trên tàu sân bay. Hai binh lính Hùng Quốc mặt đầy hưởng thụ, nằm trên ghế trên bãi cát. Hưởng thụ tắm nắng. Rosen, thoải mái quá, lại là một kỳ nghỉ tuyệt vời, một binh lính Lang Quốc cười, uống một hớp nước ngọt vị chanh. Rosen đeo theo kính râm lớn, bốp, ai nói không phải chứ? Mỗi lần hành động đều giống như đang nghỉ phép vậy. Chúng ta đến vùng biển của Long Quốc bao nhiêu lần rồi, đám người Long Quốc kia ngay cả một viên đạn cũng không dám bắn. Bốp cười lớn, ha 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 ha. Thêm một năm nữa, tôi cũng sắp giải ngũ rồi. Tôi sắp kết hôn với vị hôn thê của mình, đến lúc đó anh nhất định phải tới uống rượu mừng của chúng tôi đó. Đương nhiên, vì tình bằng hữu giữa chúng ta, cạn ly, Rosen giơ ly thủy tinh lên. Hai người cùng ly. Đoàng. Bỗng nhiên. Bầu trời truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Hỏa tiễn phá không trung. Giây tiếp theo. Vù vù vù. Tàu sân bay truyền đến tiếng nổ khủng khiếp. Radio thông báo tất cả chiến sĩ lập tức vào hàng. Đoàng. Hỏa tiễn rơi xuống, nổ tung bong tàu sân bay. Binh lính Lang Quốc chết cả mảng. Những binh lính Lang Quốc may mắn sống sót xuyên qua cửa sổ nhìn về phía Long Quốc, không kìm được lạnh toát sống lưng. Vô số chiến hạm lái tới, máy bay chiến đấu trên bầu trời vang dội. Vừa nhìn liền không thấy bờ. Đạn đại bác giống như hạt mưa, liều mạng bắn tới, nổ bùm trong nước. Vốn là tàu sân bay nghỉ phép, trong nháy mắt biến thành địa ngục nhân gian. Long soái, đại quân Hùng Quốc phía đông bị thất bại, đang rút lui về phía Gia Quốc. Long soái, tàu sân bay Lang Quốc phía nam bị thương nặng, bây giờ đang rời khỏi vùng biển của chúng ta. Diệp Bắc Minh đứng ở đầu thuyền, vung tay, đừng bỏ qua cho người Lang Quốc, đánh chìm bọn họ. Rõ. Quan truyền lệnh kích động đến mức toàn thân run rẩy. Trong mắt đều là ánh sáng sùng bái. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Anh ta chỉ muốn hét lớn một tiếng, Long soái lợi hại. Long soái, chiến hạm của Thúy Quốc tan rã, đã thất bại hoàn toàn. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, chém chết hết, không chừa một mống. Rõ. Long soái, Tượng Quốc đầu hàng. Gió chiều nào xoay chiều đó, kẻ đầu hàng chém đầu hết, treo trên cột buồm. Con người Diệp Bắc Minh lạnh băng, đồng thời, thông báo cho Tượng Hoàng, trong 3 ngày đích thân đến gặp tôi giải thích hẳn hỏi. Nếu không 600.000 đại quân chiến đội Tu La lập tức chiếm Tượng Đô. Vang dội, ăn nói có khí phách. Vô số các tướng sĩ của chiến đội Tu La cơ thể run rẩy, toàn thân nổi da gà. Mặt đỏ tới mang tai. Miệng thở hổn hển, trong lòng lẩm bẩm hai chữ, Long soái. Chiến hạm phá nước, nhanh chóng tiến về phía trước. Đám người Phương Trấn đứng phía sau toàn thân run rẩy nhìn bóng lưng người đàn ông. Bọn họ biết hôm nay sắp tạo nên lịch sử. Trời ơi, Long soái còn cứng rắn hơn cô Tu La. Loại khí phách này đến cô Tu La cũng không dám làm như vậy. Trong lòng Phương Trấn kêu gào. Trong lòng toàn thể tướng sĩ chiến đội Tu La đều ở đây gào thét. Cuộc chiến hôm nay quả thật sảng khoái chưa từng có. Tất cả phẫn uất trong lòng đều phát tiết ra ngoài. Lúc này, thủ đô Gia Quốc, một đám tầng lớp cấp cao Lang Quốc, Hùng Quốc, Thúy Quốc đang tổ chức một tiệc rượu cao cấp. Đột nhiên, một tướng quân lảo đảo xông vào, báo, chuyện lớn không ổn rồi, Long Quốc ra tay. 4 nước liên quân thất bại toàn bộ. Trong nháy mắt. Hội trường tiệc rượu yên lặng như tờ. Khi ở Gia Quốc đang chấn động. Dưới chân núi Côn Luân. Cuồng phong gào thét, tuyết rơi phủ kín núi. Một đám lão giả đang vội vã bước đi giữa vách núi. Bên cạnh chính là vách đá vạn trượng, bọn họ như đứng trên đất bằng. Một cô gái trong đám người kích động nói, ông nội, chúng ta thật sự có thể tiến vào Côn Luân Khư sao? Côn Luân Khư, nơi vô số võ giả mơ ước. Nghe nói, tiến vào nơi đó. Võ đạo mới bắt đầu. Ngàn năm qua, điều vô số gia tộc ẩn thế, gia tộc cổ võ mơ ước chính là tiến vào Côn Luân Khư. Nhưng tiến vào Côn Luân Khư quả thật còn khó hơn lên trời. Đoàn người bọn họ cũng vì nhận được tin tức nơi này có cửa vào của Côn Luân Khư, cho nên mới tới điều tra. Lão giả bên cạnh cau mày, ở đây tìm chút đi. Thiếu nữ chu miệng nhỏ nhắn, ông nội, chúng ta đã tìm nửa tháng rồi. Cứ tiếp tục tìm như vậy. Cũng chưa chắc có kết quả.
ánh mắt lão giả ảm đạm, chẳng lẽ võ giả bình thường như chúng ta thật sự không có cơ duyên tiến vào Côn Luân Khư sao? Bỗng nhiên, một giọng nói kích động truyền tới, ông cụ, người, có người. Một võ giả run rẩy chỉ vào một hướng. Soạt, mọi người nhìn sang, con người có rút kịch liệt, chỉ thấy không khí phía trước chập chờn. Lại 4-5 bóng người đi ra. Côn Luân Khư, là người từ trong Côn Luân Khư đi ra. Đám người kích động, điên cuồng xông tới. Khoảng cách mấy trăm mét, lập tức phóng đến. Lão giả túm bả vai thiếu nữ, xông đến bên cạnh những bóng người kia. Lúc này mới phát hiện, trước mặt là một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo bào tím, còn có 4 lão giả đội mũ rộng vành. Ánh mắt Diệp Phi Phàm lạnh băng, võ giả giới thế tục. Lão giả bước nhanh về phía trước, mặt đầy cung kính, đại nhân, mọi người chính là cường giả từ trong Côn Luân Khư đi ra. Nhà họ Lưu tôi muốn tiến vào Côn Luân Khư, xin các đại nhân tác thành. Chỗ này là 30 viên đan dược thượng phẩm, mời đại nhân vui vẻ nhận lấy. Ông ta lấy từ trong ngực một hộp gỗ đàn tử. Cẩn thận mở ra. 4 lão giả đội mũ rộng vành còn chẳng buồn nhìn. Giống như những đan dược thượng phẩm này là rác rưởi vậy. Phụt. Diệp Phi Phàm cười giễu cợt, bả vai rung kịch liệt, ha 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 ha, đan dược thượng phẩm, oa. Đan dược thượng phẩm, đuổi ăn mày sao? Đồ chơi này ở Côn Luân Khư chó cũng không thèm ăn. Diệp Phi Phàm một cước đạp bay lão giả kia, ông coi cậu đây là ai hả? Phụt. Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, ngực lõm xuống, toàn bộ xương sườn đứt gãy. Trong con người thiếu nữ đều là máu tươi, cô ta gào thét, anh dám đánh ông nội tôi bị thương. Soạt. Cô ta rút một thanh kiếm dài, xông về phía Diệp Phi Phàm. Diệp Phi Phàm mặt lộ vẻ giễu cợt, tiện tay túm lưỡi kiếm của trong tay thiếu nữ, dùng sức gập lại. Một tiếng giòn giã, kiếm dài gãy thành hai khúc. Trở tay dùng kiếm ấn vào vị trí cổ họng của thiếu nữ, khiến cô ta cứng ngắc tại chỗ, không dám có chút cử động nhỏ nào. Lão giả kêu lên, đại nhân, xin đừng làm cháu gái tôi bị thương. Diệp Phi Phàm cười nói, được, vậy cậu đây hỏi ông một câu. Đại nhân, xin cậu cứ nói. Lão giả cúi đầu. Diệp Phi Phàm lập tức mở mắt, tôi đang tìm một người tên Diệp Bắc Minh, các người biết không? Con người lão giả co quắp lại, Diệp Bắc Minh. Ông biết hắn. 4 lão giả đội mũ rộng vành nhìn sang, một luồng áp lực khủng khiếp tấn công tới, khiến lão giả lập tức quỳ sụp xuống. Nhắm mắt, biết, cả giới võ đạo không ai không biết Diệp Bắc Minh. Lão giả nói tất cả những gì mình biết ra. Diệp Phi Phàm có chút kinh ngạc, mẹ kiếp, xem ra em họ này của mình khá lợi hại đấy. Em họ. Lão giả mặt đầy khiếp sợ. Chẳng lẽ Diệp Bắc Minh cũng đi ra từ Côn Luân Khư? Ông ta lo lắng cho an nguy của cháu gái, đại nhân, có thể thả cháu gái của tôi được không? Diệp Phi Phàm cười thâm ý, được. Trượt tay. Phốc. Đầu thiếu nữ bay lên cao, trực tiếp bị Diệp Phi Phàm giết. Diệp Phi Phàm mặt giễu cợt, ai, trượt tay. A, a, a. Lão giả gầm thét đau thương, trái tim đau đớn như sắp nổ tung, tiểu nhu. Tao liều mạng với mày. Lão giả hóa thân thành con dã thú giận dữ, lao tới. Phụt. Diệp Phi Phàm một quyền đánh nát bét lão giả, phế vật như kiến hôi cũng muốn tiến vào Côn Luân Khư. Những võ giả nhà họ Lưu khác thấy vậy cũng xoay người chạy. Vèo. Một lão giả đội mũ rộng vành trong số đó ra tay, ngón tay hướng về võ giả nhà họ Lưu đang chạy trốn, bắn ra một đường kình khí. Tất cả người đều bị đánh gục. Diệp Phi Phàm thay đổi sắc mặt, kiếm khí chỉ của Hàn trưởng lão đã xuất thần nhập hóa, đệ tử bội phục. Hừ, đi tìm Diệp Bắc Minh, nếu đồ công tử cần không ở trên người hắn, cậu chuẩn bị chết đi, lão giả hừ lạnh. Đi xuống chân núi. 3 lão giả khác theo sát. Diệp Phi Phàm nhìn bóng lưng 3 người, khẽ run rẩy, Diệp Bắc Minh, ngàn vạn lần cậu đừng làm tôi thất vọng. Trên bong tàu, Diệp Bắc Minh đang chỉ huy. Đột nhiên. Một cuộc điện thoại gọi tới. Là bát sư tỷ Lục Tuyết Kỳ, tiểu sư đệ, mau về Long Đô, nói cho em biết chuyện có liên quan đến thất sư tỷ. Trong lòng Diệp Bắc Minh chấn động, vội vàng hỏi, bát sư tỷ, các chị đi đâu? Sau khi tỉnh lại, không thấy các chị đâu, cũng không liên lạc được. Lục Tuyết Kỳ im lặng một lát. Mới chậm rãi nói, tiểu sư đệ, trong điện thoại không tiện nói.
Em về Long Đô đi, chỉ kể tình hình rõ ràng cho, chờ em ở phủ Long Soái. Được. Diệp Bắc Minh không nói hai lời, trực tiếp quay lại Long Đô. Tiến vào phủ Long Soái, Trần Lê Y vội vã đi tới, thiếu chủ, anh về rồi. Ba sư tỷ của anh đều đang chờ anh đó. Diệp Bắc Minh có chút bất ngờ, cảnh giới võ đạo của Trần Lê Y từ cấp huyền đã để thăng đến cấp địa rồi. Mới một ngày chứ mấy. Người phụ nữ cố chấp đó lại lên cấp rồi giấu lớn. Không kịp suy nghĩ nhiều. Diệp Bắc Minh chỉ muốn biết chuyện của thất sư tỷ. Đi thẳng đến phòng khách của phủ Long Soái, ba sư tỷ ngồi ở đó, nhìn thấy Diệp Bắc Minh, tất cả đều đứng dậy. Diệp Bắc Minh trực tiếp hỏi, các sư tỷ, thất sư tỷ rốt cuộc có chuyện gì thế? Chiến đội Tu La cũng không về, còn bảo em đi chỉ huy một thời gian. Rốt cuộc là chuyện gì? Lục Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày. Vương Như Yên yên lặng không nói. Hoàng hậu Hồng Đào than thở, chuyện của thất sư tỷ đều do chị không tốt. Nếu như không phải do chị ấy sẽ không bị kẹt trong nhà không ra được. Chuyện gì? Diệp Bắc Minh mặt đầy nghi ngờ. Lục Tuyết Kỳ nhìn Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, em biết thất sư tỷ là ai không? Diệp Bắc Minh nói, Tu La mặt ngọc liễu như khanh, thống soái chiến đội Tu La. Lục Tuyết Kỳ nhìn Diệp Bắc Minh, chị ấy còn có một thân phận khác, đến từ nhà họ Liễu của Côn Luân Khu. Diệp Bắc Minh ngây người, cái gì? Thất sư tỷ đến từ Côn Luân Khư. Lục Tuyết Kỳ gật đầu, đúng vậy, lần trước cửu sư muội bị thương, cần tuyết liên thiên sơn 3.000 năm. Vật này chân quý thế nào, tiểu sư đệ em biết không? Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Tuyết liên thiên sơn thông thường rất rẻ. Bây giờ đã có thể tự trồng được. Tuyết sơn thiên sơn mọc hoang chỉ cần có tuổi trên 5 năm là có thể bán được vài trăm ngàn. Tuyết liên thiên sơn 3.000 năm trở nên có thể gặp không thể cầu. Dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Thất sư tỷ trong thời gian ngắn ngủi đã lấy được tuyết liên thiên sơn 3.000 năm, chắc chắn đã dùng thủ đoạn đặc biệt. Giọng nói Diệp Bắc Minh trầm xuống, tuyết liên thiên sơn 3.000 năm là thất sư tỷ lấy từ Côn Luân Khư ra. Ừ, Lục Tuyết Kỳ gật đầu. Đôi mi của Vương Như Yên khẽ nhíu lại, lần này các chị rời đi, thật ra là đến nhà họ Liễu Côn Luân Khư. Chỉ là không có cách nào mang thất sư tỷ về. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trầm xuống, em đích thân đi Côn Luân Khư một chuyến. Vương Như Yên, Lục Tuyết Kỳ, Hoàng hậu Hồng Đào vội vàng ngăn lại Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, em đừng có gấp, nghe các chị nói xong đã. Thất sư tỷ chỉ ở trong nhà, cũng không phải gặp nguy hiểm. Dù em đi Côn Luân Khư thì có thể làm thế nào? Diệp Bắc Minh, đúng là quan tâm quá sẽ bị loạn. Ý của sư tỷ là, anh nhìn ba người. Lục Tuyết Kỳ nói, các chị chỉ muốn nói với em, đừng quá nóng nảy. Thất sư tỷ sớm muộn sẽ về, 6 tuổi chị ấy đã lên núi, tu võ 20 năm. Rời nhà lâu như vậy, đột nhiên về nhà một lần liền lấy đi tuyết liên thiên sơn 3.000 năm, em bảo nhà họ Liễu sẽ nghĩ thế nào. Lửa giận của Diệp Bắc Minh cũng nguôi ngoai vài phần. Đây là một bức thư tự tay thất sư tỷ viết cho em tự mình xem đi. Cô ấy đưa ra một bức thư. Diệp Bắc Minh mở ra xem, bên trong là nét chữ ngay ngắn thanh gọn. Đọc xong bức thư, Diệp Bắc Minh thở dài một hơi, thất sư tỷ không sao là tốt rồi, tỷ ấy bảo đệ tạm thời quản lý chiến đội Tu La. Tút tút tút, lúc này điện thoại đổ chuông. Sau khi nhận điện, sắc mặt Diệp Bắc Minh liền trở nên quái dị. Sao cô ta lại gọi điện cho mình? Được, tôi đến ngay. Các vị sư tỷ, đệ còn có chút chuyện, đệ đi trước đây. Nhìn Diệp Bắc Minh rời đi. Ánh mắt Vương Như Yên phức tạp, bát sư tỷ, chúng ta lừa tiểu sư đệ như vậy, có ổn thật không? Lục Tuyết Kỳ cắn môi đỏ, không nói gì. Hoàng hậu Hồng Đào đau lòng, thật không công bằng với tiểu sư đệ. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, nhắm mắt, chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ được tiểu sư đệ. Nếu để đệ ấy biết chuyện xảy ra ở Côn Luân Hư, với tính cách của tiểu sư đệ, sợ là sẽ trực tiếp giết vào Côn Luân Hư. Vương Như Yên cũng gật đầu, đúng thế, không thể để tiểu sư đệ biết. Bắt đầu từ lúc đệ ấy xuống núi, tỷ đã biết đệ ấy chắc chắn là về báo thù. Đáng tiếc, đệ ấy càng lúc càng gần với sự thực rồi. Cũng may, tu vi của tiểu sư đệ đang tăng lên thần tốc. Sẽ có một ngày, đợi khi đệ ấy có thể dung chuyển cả Côn Luân Hư, chúng ta lại nói mọi việc cho đệ ấy. Dung chuyển cả Côn Luân Hư. Cả người Lục Tuyết Kỳ chấn động.
Cô ấy biết, chắc chắn ngày đó sẽ không còn xa. Nửa tiếng sau, trong một nhà hàng ở Long Đô, trên bàn ăn trước cửa sổ sát mặt đất, Ngụy Yên Nhiên trang điểm vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt thanh lạnh, khí chất cao ngạo. Sau khi trở thành gia chủ của nhà họ Ngụy ở Long Đô, cô ta càng toát ra phong thái người bề trên. Tìm tôi có việc gấp gì? Giọng của một người đàn ông vang lên. Ngụy Yên Nhiên vui mừng, kích động đứng lên, tôi không ngờ anh sẽ đến thật. Diệp Bắc Minh cười, mọi người từng giúp đỡ nhau, đều là bạn cả. Trong mắt của Ngụy Yên Nhiên lóe lên tia thất vọng, chỉ là bạn thôi sao? Tuy Ngụy Công là thái gia gia của cô ta, nhưng nhà họ Ngụy có quá nhiều con cháu. Chỉ riêng thế hệ của cô ta đã có hơn 100 người. Cho nên, Ngụy Yên Nhiên không nghĩ rằng Diệp Bắc Minh là kẻ thù của cô ta. Ngược lại vì có Diệp Bắc Minh, cô ta mới có thể trở thành người nắm quyền nhà họ Ngụy, biết ơn còn không kịp. Tranh đấu hào môn, vẫn luôn như vậy. Diệp Bắc Minh biết tâm tư của Ngụy Yên Nhiên, sao thế? Nhà họ Ngụy rất khó sống ư? Ngụy Yên Nhiên gật đầu, hơi dầu dĩ, tiến lên khoác cánh tay của Diệp Bắc Minh. Kéo anh đến ngồi bên cạnh. Diệp Bắc Minh không từ chối, mùi hương cơ thể ập vào mũi. Hương thơm dịu nhẹ. Nhà họ Ngụy hiện tại, dậu đổ bìm leo, càng ngày càng thảm. Ngụy Yên Nhiên thở dài một tiếng. Diệp Bắc Minh thản nhiên hỏi, cô muốn tôi giúp cô thế nào? Anh có thể đến ăn bữa cơm với tôi, đã là giúp tôi rồi, Ngụy Yên Nhiên cười tươi như hoa. Ồ, Diệp Bắc Minh bất ngờ. Ánh mắt Ngụy Yên Nhiên lóe lên, giờ đây anh uy danh hiển hách, tôi cố ý chọn vị trí nổi bật nhất trong nhà hàng này. Không biết có bao nhiêu người đang nhìn, chẳng bao lâu nữa, cả Long Đô này đều biết. Ngụy Yên Nhiên tôi là người phụ nữ, bạn giới tính nữ của anh. Còn ai dám làm gì nhà họ Ngụy tôi? Diệp Bắc Minh cười, không đáp lời. Ngụy Yên Nhiên hơi lúng túng. Cô ta không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Bắc Minh, chỉ có thể gọi một tiếng, phục vụ, mang đồ lên đi. Rất nhanh các món ăn được mang lên đầy đủ. Diệp Bắc Minh cũng đói rồi, cúi đầu ăn và không nói gì. Ngụy Yên Nhiên thấy kỳ lạ hỏi, sao thế, có tâm sự à? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi đang tìm người. Dạo này không có manh mối gì, có chút buồn phiền. Anh tìm ai? Cô không phải là người của giới võ đạo, có lẽ cũng không biết. Nói ra xem, lỡ như tôi biết thì sao? Diệp Bắc Minh suy nghĩ, nói cho Ngụy Yên Nhiên cũng không sao. Bèn nhả ra ba chữ Cửu Thiên Tuế. Ngụy Yên Nhiên ngẩn người, anh tìm ông ta làm gì? Soạt. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu. Cô biết thật hả? Biết. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại, ánh mắt lộ ra hàn ý. Không phải nhằm vào Ngụy Yên Nhiên, mà là Cửu Thiên Tuế. Ngụy Yên Nhiên không nhịn được ớn lạnh, kẹp chặt chân theo bản năng. Nhớ lại một lúc, có một lần tôi nghe lén được Ngụy Công từng nói muốn đến núi Phong thăm viếng Cửu Thiên Tuế. Núi Phong. Diệp Bắc Minh chậm rãi đứng lên, nhìn về phía tây Long Đô. Ở bên ngoài thành phố lớn phồn hoa náo nhiệt có một ngọn núi lớn. Vì trên núi trồng hơn 100 km cây phong, cho nên được đặt tên là núi phong. Đúng thế, tôi còn nghe lén được mấy từ như cái gì mà tổng bộ, huyền hồn, ở núi phong. Tổng bộ, huyết hồn. Diệp Bắc Minh ngẩn người, bùng phát ra sát ý ngút trời, tổng bộ điện huyết hồn. Đúng đúng đúng, chính là từ này. Ngụy Yên Nhiên kinh ngạc gật đầu. Những thực khách khác trong nhà hàng cũng nhìn qua với vẻ mặt chấn kinh. Chỉ thấy trên người Diệp Bắc Minh lại nổi lên khí huyết màu đỏ, giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Tất cả đều kinh hãi. Diệp Bắc Minh quay người, trên người phát ra khí tức cuồng bạo, Ngụy Yên Nhiên, cô đúng là ngôi sao may mắn của tôi. A, Ngụy Yên Nhiên mở to đôi mắt, mặt đỏ tía tai. Ngôi sao may mắn? Sao bỗng dưng lại nói lời tình cảm chứ? Diệp Bắc Minh không giải thích nhiều, kéo cánh tay của Ngụy Yên Nhiên, cô có lái xe đến không? Có. Ngụy Yên Nhiên gật đầu, kệ cho Diệp Bắc Minh kéo ra khỏi nhà hàng. Trong lòng vô cùng vui sướng, sắc mặt thẹn thùng. Diệp Bắc Minh chủ động của kéo tay của mình đó. Đi thôi, đưa tôi đến núi Phong. Cửu Thiên Tuế. Tổng bộ huyết hồn. Cuối cùng đã bị tôi tìm được rồi. Lần này, nhất định phải cho các người trả giá bằng máu. Núi Phong. Diệp Bắc Minh và Ngụy Yên Nhiên đi đến nơi đây. Trời đã vào thu. Hơn trăm dặm lá phong đỏ thu hút rất nhiều du khách,
khắp chỗ đều là đoàn người đang chụp ảnh. Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại, nhìn sơn cốc phía trước. Bỗng nhiên, giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, cậu may mắn thật đó. Sông bậy đánh bừa, vậy mà cậu lại tìm được đến nơi này. Đã cảm nhận được chưa? Phía trước có kết giới đang dao động. Diệp Bắc Minh nghiêm trọng gật đầu, cảm nhận được rồi. Kết giới ở nơi này rất giống với kết giới ở Côn Luân Hư. Nhưng mỏng yếu hơn nhiều. Võ giả võ thánh trở xuống đến núi Phong, vốn không thể phát hiện có kết giới dao động. Càng đừng nói là người bình thường. Chẳng trách Vạn Lăng Phong cho người đi điều tra, vẫn không có tin tức. Ngụy Yên Nhiên ở một bên đỏ mặt, này, anh cảm nhận được cái gì? Chắc không phải cảm nhận được sự ái mộ của mình chứ? Trái tim nhỏ của Ngụy Yên Nhiên đập mạnh thình thịch. Anh ấy đúng là biết mọi thứ. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn Ngụy Yên Nhiên một cái, nơi này rất nguy hiểm, cô về đi. À, Ngụy Yên Nhiên há hốc cái miệng nhỏ, kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh, phong cảnh ở đây rất đẹp, lấy đâu ra nguy hiểm. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh giơ tay, kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay của anh. Bù, một luồng sát khí ngút trời từ trong cơ thể của anh bùng phát ra. Giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Du khách xung quanh sợ hãi nhìn qua, một người đàn ông cầm một thanh kiếm đầu rồng đứng trong khu phong cảnh hữu tình, trên người còn bốc lên một thứ như ngọn lửa. Có thể không sợ sao? Rắc rắc rắc, một vài người không sợ chết lấy điện thoại và máy ảnh ra chụp lại. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh bước ra một bước, đi vào trong sơn cốc, chém một đường kiếm vào một tảng đá phía trước. Ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa, tất cả du khách đều sửng sốt. Sơn cốc phía trước lại xuất hiện một lối cửa, rộng rãi sáng sủa, bên trong như động trời. Ngụy Yên Nhiên cũng trợn mắt há hốc miệng, giống như nhìn thấy quỷ. Thật to gan, dám xông vào cấm địa nhà họ Long. Một tiếng quát lớn. Chết! Liền sau đó, mười mấy bóng người từ bên trong xông ra, cuồng phong đáng sợ cuồn cuộn đến. Những du khách bên ngoài giống như gặp ma. Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên trong sơn cốc có người xông ra? Diệp Bắc Minh quét ngang kiếm Đoạn Long trong tay, kiếm khí dập dờn. Phụt! Mấy cao thủ võ tông xông ra đều bị chém thành xương máu. A! À, các du khách kinh sợ hét lớn, giết người rồi, mau báo cảnh sát đi. Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long giết vào trong cấm địa nhà họ Long. Trong một khu sân viện mang hương sắc cổ xưa, một người đàn ông mặc áo choàng màu đen đang trò chuyện với một ông lão. Sắc mặt hai người biến đổi bất định. Chính là hai người điện chủ Huyết Hồn và Cửu Thiên Tuế. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, trời rung đất chuyển. Cửu Thiên Tuế ngẩng đầu nhìn về hướng lối vào cấm địa nhà họ Long, có chuyện gì vậy? Một người làm vội vàng chạy vào, Cửu Thiên Tuế, xảy ra chuyện lớn rồi. Có một thanh niên xông vào đây. Vẻ mặt Cửu Thiên Tuế biến sắc, cái gì? Ai mà to gan như vậy? Dám xông vào cấm địa nhà họ Long. Lẽ nào không biết nhà họ Long ta là gia tộc người canh giữ sao? Đáng chết! Điện chủ Huyết Hồn cau mày, dâng lên dự cảm không tốt. Mí mắt giật mạnh. Cửu Thiên Tuế quát lớn một tiếng, mở camera. Lập tức lấy ra một chiếc laptop, mở camera giám sát ở chỗ lối vào cấm địa nhà họ Long. Lúc này, Diệp Bắc Minh vừa chém ra một đường giết mười mấy võ giả xông lên. Camera giám sát ở một bên chuyển động, chậm rãi quay chuẩn vào anh. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng. Giống như một sát thần, tay cầm kiếm Đoạn Long. Khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, cả người Cửu Thiên Tuế thộn ra, sao lại là hắn? Tim dừng đập một nhịp. Diệp Bắc Minh giết đến cửa rồi. Làm sao có thể? Vãi! Điện chủ Huyết Hồn cũng chấn kinh không thôi, hắn, làm sao hắn tìm được nơi này? Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn máy quay, Cửu Thiên Tuế, xin lỗi, hình như tôi tìm được ông rồi. Hình như nơi này chỉ có một lối ra, đừng vội, trận săn giết bắt đầu. Tôi sẽ từ từ giết sạch tất cả người ở đây, kể cả ông, Cửu Thiên Tuế. Phập, một tiếng động lớn vang lên. Màn hình lập tức đen xì. Cửu Thiên Tuế trước laptop giật khóe miệng, tên điên khùng này, hắn tìm được nơi này bằng cách nào? Đồng tử của điện chủ Huyết Hồn co lại, đáng chết. Sao đột nhiên Diệp Bắc Minh lại đến đây? Chẳng phải hắn ở vùng biển phía nam sao? Sao tên nhóc này giống như U Linh vậy? Điện chủ Huyết Hồn đi đi lại lại.
vô cùng căng thẳng. Xong rồi, Diệp Bắc Minh là kẻ điên, hắn sẽ giết chúng ta thật. Lo lắng như con kiến trong nồi nóng. Cửu Thiên Tuế tiện tay ném laptop, trên khuôn mặt già nua lóe lên sát ý băng lạnh. Bỗng nhiên, ông ta phát ra tiếng cười dữ tợn, đến đúng lúc lắm, tôi đang buồn vì không có cơ hội giết Diệp Bắc Minh đây. Bây giờ xem ra đây là cơ hội tốt nhất. Điện chủ huyết hồn ngẩn người, ông bạn, ông đừng đùa, tôi không muốn nộp mạng đâu. Không được, bây giờ bỏ đi có lẽ còn có cơ hội sống. Điện chủ huyết hồn ngồi không yên. Cửu Thiên Tuế lại lắc đầu, điện chủ huyết hồn, nhà họ Long tôi là một trong những gia tộc người canh giữ, ông cho rằng không có con át chủ bài nào sao. Quên nói với ông, lão tổ hiên viên nhà họ Long tôi vẫn luôn bế quan ở cấm địa. Thở dài một tiếng, 80 năm rồi, hôm nay lão tổ cũng nên xuất quan rồi phải không? Điện chủ huyết hồn hít khí lạnh, ông nói cái gì? Long hiên viên, ông ta chưa chết. Làm sao có thể? Điện chủ huyết hồn lại hít khí lạnh, kinh sợ đến toàn thân run lên. Sợ đến suýt nữa trực tiếp quỳ xuống. 80 năm trước, Long hiên viên đã hơn 200 tuổi. Lúc đó, Long hiên viên là minh chủ võ lâm của giới võ đạo Long Quốc. Được gọi là thiên hạ đệ nhất võ đạo. Hơn trăm năm không ai có thể sánh bằng. Bây giờ, có lẽ đã 300 tuổi rồi. Võ giả 300 tuổi, mẹ kiếp, phải có cảnh giới gì chứ? Cùng lúc đó, trong một văn phòng ở Long Đô, một người đàn ông nhận được một cuộc gọi đến, một người núi Thái Sơn có sập cũng không đổi sắc mặt như anh ta, lại sượt một cái đứng bật dậy. Cái gì? Tiểu sư đệ đã đến cấm địa nhà họ Long. Thư ký Tiền, chẳng phải tôi bảo anh giấu cậu ta sao? Anh làm việc kiểu gì vậy? Người đàn ông tức đến suýt hét lên. Thư ký Tiền ở phía bên kia điện thoại sợ đến run bần bật, tôi cũng không biết. Vừa nãy bên phía núi Phong có người báo cảnh sát, còn có người ghi hình lại. Người đàn ông trong video chính là Long Soái, cậu ấy giết vào cấm địa nhà họ Long, còn làm sao đến được đó, vẫn chưa điều tra rõ. Còn điều tra cái đầu anh. Giọng của người đàn ông nặng nề, cấm địa nhà họ Long, lão già đó, vẫn còn sống đấy. Nếu lão ta ra tay. Thư ký Tiền, anh lập tức mang Long tỷ đến đó, nhất định không được để Long hiên viên làm tiểu sư đệ của tôi bị thương. Trong cấm địa nhà họ Long, Diệp Bắc Minh giết thẳng tới, tiếng kêu thảm vang khắp cả sơn cốc. Người bên ngoài nghe thấy tiếng kêu này đều tê dại ra đầu. Toàn thân run lên. Toàn thân Diệp Bắc Minh tắm trong máu, giết ra con đường máu. Cuối cùng đứng trước một khu sân viện cổ xưa. Phập, chém ra một kiếm, mảnh vụn bắn tung tóe. Một trăm mấy chục người thuộc chi chính nhà họ Long trong sân viện đều căng thẳng nhìn qua. Võ giả bên ngoài đã bị Diệp Bắc Minh giết hết, chỉ còn lại hơn 100 người trong viện. Bọn họ nằm mơ cũng không dám tin, nhà họ Long lại có ngày hôm nay. Diệp Bắc Minh không thèm nhìn đến đám người họ nhà Long, ánh mắt dừng ở vị trí chính giữa trong đám đông. Một ông lão chống cây trượng đầu rồng, Cửu Thiên Tuế, và một người đàn ông mặc khoác áo choàng màu đen, đeo mặt nạ màu đỏ máu dữ tợn, và cả ông, điện chủ huyết hồn. Điện chủ huyết hồn cứ vậy nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt lạnh lùng, mày không nên đến nơi này, nếu mày không xông vào cấm địa nhà họ Long, có lẽ còn có thể tung tăng mấy ngày. Hôm nay mày đến đây, chắc chắn là tự mày tìm cái chết. Diệp Bắc Minh cười, cái đồ giấu đầu hở đuôi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Anh trực tiếp ra tay, trong chớp mắt xuất hiện trước người điện chủ huyết hồn, giơ tay tóm về phía bả vai của ông ta. Suýt, điện chủ huyết hồn hít khí lạnh. Tốc độ nhanh quá. Ông ta muốn phản kháng, nhưng không kịp, cơn đau truyền đến. Bả vai lập tức tê liệt. Phập, một tiếng giòn tan vang lên, điện chủ huyết hồn kêu thảm một tiếng, bả vai trực tiếp nổ tung. Máu thịt lẫn lộn, cơ bắp nổ tung, lộ ra xương trắng. Vị cường giả đứng thứ 200 trên bảng xếp hạng ngầm này lại bò dưới đất giống như chó chết. Điện chủ, giết. Trong bóng tối có 30 mấy người xông ra, toàn thân mang theo huyết khí. Đều là cao thủ hàng đầu của điện huyết hồn. Nhưng trước mặt Diệp Bắc Minh, thì chẳng đáng nhắc đến. Kiếm đoạn long trong tay quét ngang một lượt, đám quân tinh nhuệ của điện huyết hồn xông lên lập tức bỏ mạng. Hóa thành xương máu. A, à, đám đàn bà con gái nhà họ Long thấy cảnh này, sợ đến rút lui về phía sau đàn ông.
phần lớn đàn ông nhà họ Long nôn ọe không ngừng. Bọn họ ở vị trí cao đã lâu, đâu từng nhìn thấy cảnh tượng tanh máu thế này. Phập, Diệp Bắc Minh giơ chân đạp bay điện chủ huyết hồn, có biết tại sao tôi không giết luôn ông không? Ông ta vô cùng thê thảm lăn mười mấy vòng dưới đất, da cũng xước sát rách nứt. Da thịt bị nứt dính bùn đất, đau đến xuyên tim. Diệp Bắc Minh, điện chủ huyết hồn gầm lên một tiếng. Hôm nay điện huyết hồn coi như xong rồi. Ông ta lấy ra một nắm đan dược cực phẩm trong túi, nuốt hết một hơi. Lốp ba lốp bốp vang lên. Ở vị trí bả vai và lồng ngực của điện chủ huyết hồn lại mọc ra mấy đoạn xương, xuyên ra thịt. Một luồng khí tức cuồng bạo truyền đến. Điện chủ huyết hồn giống như hóa thành một con thú hoang, xông về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt buồn cười, thiêu cháy tinh huyết của mình thì có thể đánh được tôi sao? Bốp! Khoảnh khắc điện chủ huyết hồn xông lên, Diệp Bắc Minh giơ tay đập đến. Thương long kình bùng phát. Lại thêm sức mạnh của bản thân anh, cho dù điện chủ huyết hồn uống đan dược, cũng không phải là đối thủ của Diệp Bắc Minh. Ông ta phun ra máu tươi, đau đớn dữ dội khiến đầu óc ông ta vô cùng tỉnh táo. Cách cách cách! Diệp Bắc Minh nhìn điện chủ huyết hồn như con chó chết, chậm rãi gì đến, cúi nhìn ông ta, chỉ vậy thôi hả? Chẳng phải ông rất hống hách sao? Dùng các loại thủ đoạn giết tôi. 23 năm trước còn ra tay với mẹ tôi. Giơ chân, dậm thật mạnh xuống. Nhanh gọn dứt khoát. Sắc một tiếng giòn tan vang lên. Điện chủ huyết hồn phát ra tiếng kêu la như mổ lợn, a. Ông ta đau đến gần như ngất đi. Trong con mắt đầy tia máu tanh đỏ, giết tao đi, mày giết tao đi. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng nói, muốn chết đâu có đơn giản như vậy. Phập, phập, phập. Diệp Bắc Minh lại tiếp tục dẫm ba bước. Hai tay, một chân của điện chủ huyết hồn teo lại. Trở thành một người lợn. Mày, cho dù tao có chết, trong ánh mắt điện chủ huyết hồn chỉ có oán độc, làm ma, cũng sẽ không tha cho mày. Ông ta há miệng, định cắn lưỡi tự vẫn. Muốn chết, cũng được. Nhưng, không dễ dàng như vậy, Diệp Bắc Minh nở nụ cười tàn nhẫn. Vung lướt ngang kiếm đoạn long. Phụt, cái cằm của điện chủ huyết hồn bị cắt mất. Chỉ còn lại nửa cái cằm và cái lưỡi còn ở trong miệng. Ông ta phát ra tiếng kêu la ghê rợn. Tuyệt vọng phát hiện ngay cả cắn lưỡi tự vẫn cũng là một việc xa xỉ. A, a, a. Khả năng nói ra lời cũng biến mất, chỉ có thể phát ra tiếng kêu la. Diệp Bắc Minh giơ tay, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm mấy cây kim châm sáng quắc, cứ từ từ hưởng thụ đi, có lẽ sẽ được giày vò một lúc đấy. Phụt phụt phụt, cây kim châm cắm vào trong cơ thể của điện chủ huyết hồn. A, à, cơ thể tàn tạ của ông ta điên cuồng run lên, cái đầu đập xuống đất. Đau đớn khủng khiếp đó đúng là còn đầy đọa hành hạ hơn cả chém hết chân tay. Lúc này... điện chủ huyết hồn chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm, sống không được, chết không xong. Cả đời điện chủ huyết hồn giết người vô số. Bây giờ ông ta muốn chết cũng là một điều xa xỉ. Suýt, suýt. Những người khác nhà họ Long nhìn thấy cảnh này, sợ đến sắp nổ cả tim, gan như muốn nứt ra. Hơn 100 đôi mắt đều sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Giết người chẳng qua đầu dập xuống đất là xong. Nhưng điện chủ huyết hồn bị hành hạ đến mức không thành hình người, phải chịu giày vò khủng khiếp. Chết trong sợ hãi và đau đớn tột cùng. Thanh niên này đúng là ma quỷ. Soạt. Diệp Bắc Minh quay đầu. Đám người nhà họ Long sượt 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 lùi lại, tất cả tê dại ra đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh không nhìn đến những người khác, bước ra một bước. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh xuất hiện ở phía trước Cửu Thiên Tuế. Trực tiếp bóp cổ của ông ta. Hai chân của Cửu Thiên Tuế lơ lửng trên mặt đất, không có chút năng lực phản kháng nào. Lão gia, Diệp Bắc Minh, cậu tha cho lão gia nhà họ Long tôi đi. Cửu Thiên Tuế, đám người nhà họ Long sợ đến muốn nổ con mắt. Ông ta là Cửu Thiên Tuế đó. Diệp Bắc Minh làm sao dám chứ? Diệp Bắc Minh nhả ra hai chữ, ồn ào. Tiện tay vung một đường kiếm. Những người có cương vị cao nhà họ Long lên tiếng vừa nãy lập tức chết hàng loạt. Hơn 100 người chỉ còn lại 5-60 người. Toàn bộ đám người còn lại bị chém thành hai mảnh, dọa cho toàn bộ những người khác nhà họ Long sợ đến nín thở, không dám nói một chữ. Toàn hiện trường im lặng như cái chết. Bỗng nhiên, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
thư ký Tiền xuất hiện với vẻ sợ hãi, còn dẫn theo một đám người phía sau. Anh ta nhìn thấy cảnh này trong sân viện, suýt nữa sợ đến thộn người. Những người có cương vị cao nhà họ Long đã chết nhiều như vậy. Còn Cửu Thiên Tuế cũng bị Long soái tóm cổ. Có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Thư ký Tiền cất giọng hơi run rẩy, Long soái, đừng kích động. Rời khỏi đây với tôi trước rồi nói. Đây là nhà họ Long, là gia tộc người canh giữ đó. Gia tộc người canh giữ là thế nào chứ? Thế lực hàng đầu nhất Long Quốc. Nói cách khác, gia tộc người canh giữ còn trên cả Long Quốc. Nếu Diệp Bắc Minh giết Cửu Thiên Tuế thật, cho dù là Long chủ cũng không bảo vệ được anh. Diệp Bắc Minh không nhìn đến thư ký Tiền, ánh mắt như tử thần nhìn Cửu Thiên Tuế, mẹ tôi là ai, tại sao bị ông truy giết? Ông truy giết mẹ của tôi có mục đích gì? Diệp Bắc Minh biết, Cửu Thiên Tuế truy sát mẹ mình, chắc chắn không chỉ vì đan dược. Chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Ánh mắt già nua của Cửu Thiên Tuế băng lạnh, ông ta cười điên cuồng, khà khà khà, Diệp Bắc Minh, ngay cả tao mà mày cũng dám động. Mày biết tao có thân phận gì không? Mày biết địa vị của tao không? Mày biết nhà họ Long có vai trò thế nào với Long Quốc không? Mày giết vào nhà họ Long, có biết sẽ có hậu quả thế nào? Diệp Bắc Minh giơ tay, tóm một cánh tay của Cửu Thiên Tuế. Doạt! Âm thanh máu thịt bị giật xé vang lên. Mọi người kinh hãi phát hiện, một cánh tay của Cửu Thiên Tuế bị giật đứt. Máu tươi đầm đìa, máu thịt bắn tung tóe. Vô cùng bạo lực. A! À, Cửu Thiên Tuế phát ra tiếng lêu gào xé tim xé phổi. Diệp Bắc Minh, sao mày dám? Sao mày? Doạt! Diệp Bắc Minh giơ tay lần nữa. Một cái chân của Cửu Thiên Tuế bị giật xé đứt, trực tiếp bay khỏi thân thể. Suýt! Thư ký Tiền hít khí lạnh, hoàn toàn ngẩn người, Long soái cậu. Diệp Bắc Minh bình tĩnh hỏi, bây giờ, có thể nói chưa? Bỗng nhiên, trong không trung vang lên một giọng nói vô cùng uy nghiêm, cậu nhóc, giết người nhà họ Long tôi ở cấm địa nhà họ Long. Sau này, cửu tộc nhà cậu cũng sẽ không có một ai sống sót đâu. Nghe thấy giọng nói này, tất cả người nhà họ Long đều cứng đờ người. Trong đôi mắt phát ra ánh kích động, lão tổ Hiên Viên. Ông ta chưa chết. Lão tổ Hiên Viên, là ông phải không? Tất cả mọi người đều kích động. Cửu Thiên Tuế điên cuồng, đứt hơi khản tiếng kêu lớn, lão tổ Hiên Viên cứu tôi, giết Diệp Bắc Minh. Mau giết Diệp Bắc Minh đi. Thư ký Tiền giật ra mặt, Long Hiên Viên, ông thực sự vẫn còn sống. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, võ thánh, một võ thánh đỉnh phong. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn qua tận cuối của sân viện. Nhìn chằm chằm một cánh cửa đá trên vách đá. Ầm ầm ầm. Liền sau đó, cánh cửa đá được mở ra, một màn đen xì. Trái tim của mọi người đều thấp thỏm hồi hộp, dán mắt vào cánh cửa đá đó. Dường như trong bóng tối của cửa đó có dã thú khủng bố vậy. Cách cách cách, tiếng bước chân vang lên, một ông lão tóc dài như cỏ khô đầy đầu từ trong cánh cửa đá đi ra, giống như con thú hoang ra khỏi lồng. Đồng tử của thư ký Tiền co lại, Long Hiên Viên, đúng là ông rồi. Lão tổ, những người còn sống nhà họ Long thụp một tiếng tất cả quỳ xuống, òa khóc đau thương. Lão tổ, mau ra tay giết Diệp Bắc Minh đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.